Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Tôi mơ một giấc mơ. Đây là tiểu thuyết thuộc loại tâm lý trừu tượng của tác giả Vũ An Du. Tác giả đã bắt đầu chấp bút viết tiểu thuyết này từ năm 1965. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1. Tôi ngồi đây nhưng không biết mình từ đâu đến và đến từ bao giờ. Chỉ biết rằng thị trấn nhỏ này đang có chiến tranh. Nhiều căn nhà đổ nát, nhiều vách tường loang vết đạn, hoang phế điêu tàn. Cảnh tượng chiến tranh quá tàn khốc, xác người nằm chết ngổn ngang la liệt trên đường chạy loạn. Có người chết, lửa vẫn còn bốc cháy leo lét từ quần áo trên thân xác cong queo co quắp. Có những xác chết nằm chồng chất lên nhau, mùi hôi nồng khét cháy của vải và da thịt đang trong thời kỳ phân hủy. Giữa phố điêu tàn đổ nát, chiều hoang vu, mưa phùn bay lất phất, mùa gió bất hắt hiu rét mướt, trời đã sang đông thật lạnh, làm cho không gian vô cùng buồn thảm, kinh hoàng, man sợ bởi chiến tranh. Không dùng một từ ngữ nào để mô tả nổi. Cả dãy phố, các building, nhiều khu chung cư hay các villa riêng rẽ cũng vì bom đạn pháo tàn phá, lửa cháy ngùn ngụt, khói bốc lên bao phủ bầu trời. Lửa cháy lan rộng, không có một đội cứu hỏa nào chữa cháy, không một nơi nào trong phố thị tránh khỏi lửa khói. Có những tòa nhà không còn gì để cháy. Bom đạn tàn phá làm cho sụp đổ, từng tầng bê tông vỡ vụn rơi xuống ngổn ngang thành đống đổ nát. Những thanh sắt từ cột bê tông cong queo vươn lên trời chịu đựng nắng mưa lửa đạn. Các sàn bê tông và những dải ban công đạn phá lỗ chỗ trơ vỉ sắt. Các vách tường vỡ toang do đạn pháo hay mảnh bom thả xuống chiều qua. Tiếng động cơ phi đội ném bom gầm rú bay qua như xé tỏa bầu trời. Dưới cánh phi cơ bom rơi, dưới kia là tan tành đổ nát. Ai biết người chết phân thây, súc vật chết, mặt đất rung động thành những hố sâu để chôn vùi tất cả. Ngày kia chiến tranh kết thúc thì đây là chứng tích một thời binh biến, không xóa mờ trong tâm trí những ai chứng kiến nỗi kinh hoàng tàn khốc của chiến tranh. Trên đường đi, nhiều chiến xa bị trúng đạn bốc cháy, có những chiếc còn trơ không sắt dưới nắng ban trưa gai gắt im lìm nằm đó. Từng đoàn người di tản lạnh lùng đi qua khu chiến sự, vì đây là những chiến xa của bên thất trận bỏ lại. Có những chiếc còn ghi rõ hàng chữ màu sơn trắng. Tôi thất vọng ngậm ngùi ngán ngẩm, buồn cho chiến tranh và tự nhủ: những chiến xa trúng đạn vẫn nằm đây, còn bao nhiêu tử thương chiến sĩ, giờ này họ về đâu? Có về được với quê hương yêu dấu? Hằng ngày những người mẹ già và những người vợ đang trông chờ tin người thân từ các mặt trận khốc liệt gửi về tin chiến thắng lẫn tin tử trận từ các chiến trường xa hơn nửa vòng trái đất. Mẹ xé nát tờ báo Today Press, vợ úp mặt khóc trên tờ báo khác nơi chồng tử thương, mà không đọc được địa danh và không hình dung ra nơi này là đâu. Chưa hết, còn nữa, chiến tranh đã gây bao tan tóc đau thương cho nhân loại. Một vùng ngoại ô phố thị, từng dãy mồ chôn vội lộn xộn không hàng lối. Cách đó không xa, hố chôn tập thể người sống đào hố sâu để chôn lấp người chết và các phần thi thể không toàn vẹn. Gần chỗ tôi đứng, người phụ nữ nhặt mấy khúc xương và một ít thịt rơi vãi ở đâu đó gom góp lại bỏ xuống hố sâu khải huyền. Khoảng cách xa, một chiếc xe bán tải chạy đến. Trong thùng xe toàn xác chết ở đâu đó chở về đây. Cáp sau xe mở, người ta lôi xác người đẩy xuống hố.
có xác một phụ nữ không đầu do hai người kéo lê trên mặt đất đến miệng hố. Xác người đủ mọi lứa tuổi, giới tính. Nhưng nhất là tôi thấy người ta lôi xác một người lính da đen, quần áo rách tả tơi. Đây là lính viễn chinh từ nước nào ở châu Phi đến tham chiến và tử trận. Tôi suy ngẫm, lúc sống họ ở hai chiến tuyến, khi chết nằm chung một mộ chôn. Hố chôn ở đây không phải chỉ có xác người, mà có cả xác súc vật chết do bơm đạn. Họ đều vứt xuống đây tất cả. Thì ra là hố tử thần, quá kinh tởm và khủng khiếp. Nhìn thấy cảnh tượng này thật thảm thiết, thê lương. Tôi bắt đầu ngán ngẩm chiến tranh. Ai làm nên việc đau thương tan tóc này? Họ mưu cầu gì? Họ được gì? Vì sao họ làm vậy? Cả dãy phố sụp đổ, lửa cháy ngùn ngục, khói bốc cao lên trời. Gió mang mùi hôi thối lan tỏa khắp nơi. Từng đàn chim ưng bay lượn tìm xác chết, gọi nhau, âm thanh rời rạc. Chiến tranh dường như muốn chôn vùi tất cả. Thần chết lãng vãng khắp nơi. Từng con đường, từng hẻm phố bây giờ là đống đổ nát, tan tành, hoang phế. Đi đến đâu tôi cũng chứng kiến nỗi buồn chiến tranh. Những đứa trẻ thơ ngây dại ngồi khóc bên xác người thân, chờ y công vệ sinh công cộng đến dọn dẹp. Một người đàn bà điên khóc, cười man dại, đi trong phố, quần áo rách rưới tả tơi, bẩn thỉu. Có lúc bà ta la lên gọi tên ai đó, rồi bà lại khóc. Trời sắp tối, không biết bà về đâu giữa thành phố điêu tàn hoang phế thế này. Đêm ở đây tĩnh lặng, có lúc người ta nghĩ thật thanh bình. Nhưng không, ở xa kia phía trước mặt, những tòa nhà cao tầng lửa vẫn còn âm ỉ cháy. Khói bay lên đen xám một góc trời. Trăng trên chết nhạt mờ ảo ảnh. Những con đường yêu ma hoang lạnh, huyền bí lúc nửa đêm. Tiếng chuông giáo đường theo gió khuya muộn, tan loãng trong không gian. Sầu não ai oán bi thương. Chắc là có ai đó giật dây chuông, cầu nguyện cho hòa bình. Chúa trên cao dường như đã bỏ loài người. Sự sống của thành phố đổ nát. Còn đây có mèo hoang nhà ai bỏ lại. Nó ủ rũ khép nép bên tấm ban công lỗ chỗ vết đạn bom, buồn rầu chờ chủ, hay bên bức tường ám khói tiêu điều hoang vắng. Một hành khất già yếu tàn phế tựa lưng nhìn xa xăm, chờ ai qua đường thương tâm dừng lại cho một mẩu bánh mì hay chai nước. Nhưng không chắc, có khi thất vọng đợi chờ, ngồi rũ rượi và gục xuống chết như con thú bị thương chết trong rừng già, không hơn không kém. Chiến tranh, đói khát, thương tật, sống và chết vô thường, khác gì loài vật. Mai sau ai hiểu được chiến tranh tàn khốc đến mức độ nào, con người phải nhận chịu đau thương này đến bao giờ. Bom đạn cứ tàn phá lặp đi lặp lại như một điệp khúc thời gian. Lâu đài dinh thự đổ nát rồi lại đổ nát, xác người chết rồi lại chết vì bom đạn hai lần. Chiến tranh mỗi ngày một khốc liệt, và trời ở đây mưa hàng thế kỷ. Chị chủ quán cười buồn đợi khách. Chiến tranh thị trấn vắng người, không gian màu đỏ, mưa màu vàng. Thật lạ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này. Từ ngoài mưa, một người khách vào quán, lại là người con gái, dáng người mảnh khảnh, tóc cắt ngắn, màu tóc đỏ như lửa, khuôn mặt dị ảo phân đôi, một bên màu đen xám, một bên trong suốt như thủy tinh vàng lá úa. Hai mắt trũng sâu sáng rực như mặt trời. Cô ta đi đến chọn chiếc bàn ngay cạnh tôi, kéo ghế ngồi và vẽ. Cô ta vẽ trên mặt bàn hình ảnh buổi chiều trời mưa. Tôi cảm thấy sợ, một cảm nhận mơ hồ xâm chiếm tâm hồn. Người con gái vẫn vẽ trên mặt bàn những bộ xương khô nhảy múa điên cuồng theo điệu nhạc của thần chết. Tôi nhìn thấy và tôi hỏi, những bộ xương này là ai? Cô bảo, những người sinh ra tôi, nhưng họ đã giết tôi khi Đức Chúa Trời chưa lập đủ hình hài. Tôi hỏi, chị được sinh ra bao giờ? Tôi chết trước khi sống, và trước Thiên Chúa Giáng sinh 1000 năm. Chị chủ quán nhìn tôi rồi chỉ tay và bảo, bên kia đường ở cuối chân trời có một khách sạn nhỏ. Cô cậu vào đó ngủ với nhau một đêm. Ở đây không có gì vui cả. Ngày mai không biết mặt trời có mọc ở nơi này.
Tôi im lặng. Hình như người con gái vẫn vẽ và khóc. Một lúc có tiếng nói khẽ khàng: "Thầy có nghe gì không?" Tôi trả lời là tôi đang bận. Người con gái lại hỏi: "Việc gì?" Tôi nói: "Chuyện buồn năm cũ." Cô ta lại hỏi: "Từ bao giờ?" Tôi trả lời: 1000 năm trước. Rồi tôi kể lại chuyện ngày xưa ở một thị trấn nhỏ. Hai người con gái nhà quý tộc yêu tôi và một người cộng sự. Bỗng nhiên tôi nghe cô ta tự nhận: "Thưa thầy, người ấy chính là tôi." Tôi ngước nhìn người con gái, gương mặt nhạt nhòa nước mưa, màu máu. Tôi thảng thốt gọi tên, thoáng chốc mơ hồ. Người con gái biến mất. Giây phút bàng hoàng, trời mưa tầm tã, không gian u uất muộn phiền. Tôi lại là người đa sầu đa cảm, lãng mạn với nỗi ưu tư từ kiếp nào. Vô luận, niềm suy tư tâm thức vờn lên hai mắt úa. Trong một chiều nào đó, những giấc mơ hư ảo, nửa đời không đợi. Ảo ảnh trăng rơi, sao rụng, một miền xa thẳm. Gió trên đỉnh trời cao đổ xuống sáng loá, mảnh vỡ mặt trời viễn mộng hư vô. Luôn luôn bị ám ảnh của sự ly biệt chia lìa thời thơ ấu. Ngày không hết và đêm tàn không tận. Có khi mơ về những tuổi hờn trong quá khứ. Đêm lạnh mùa đông, âm thanh lạ và tiếng chó sủa trong đêm tĩnh mịch. Tiếng vọng mơ hồ từ nơi nào xa lắm. Trong giấc ngủ chập chờn vô thức, mất cả ý niệm về không gian, thời gian. Có đôi khi qua miền viễn ảnh, bóng tối huyền mị hay thành đô hoa lệ, rồi bỗng chốc tan vào vô nhiễm. Bóng hình khuya muộn hiện về, cảm xúc với niềm cô đơn chợt đến, mang mát sầu vùng địa ngục thâm u. Tôi chọn giấc mơ trong giấc mơ làm đối tượng mang sầu cho một đoạn buồn không tưởng, xóa dấu yêu đương hằng sâu miền ký ức và cánh cửa đêm khép vội. Con đường hẹp bóng hoàng hôn nhạt nhòa, ảo ảnh rơi vỡ phía sau lưng. Tất cả chỉ là mộng mị, thời gian dài vô tận, niềm suy tư đắm say, chìm sâu trong mắt lệ, môi người cười, áo não thoáng qua. Xin em một lời tiễn biệt, làm hành trang trong giấc tàn du, để phai mờ ảo mộng, miên viễn sầu trên đỉnh bình yên. Rồi năm tháng nhớ em, ưu phiền không đoạn kết, nhưng vẫn lạc lõng bơ vơ, kiếm tìm nhau, vô thức, sâu thẳm, dư âm uẩn khúc thiên di. Như những vì sao hư huyễn rơi rụng ở cuối chân trời mộng du phiêu lãng. Tất cả chỉ là viễn tưởng hoang đường, ảo vọng. Ngày mai không đến, tương lai mộng mị. Giấc ngủ dài theo năm tháng xâm chiếm tâm hồn. Đêm qua tôi lại nằm mơ. Trong giấc mơ chập chờn thấy mình lạc vào nơi thiên đường hoa lệ. Gặp lại người yêu cũ, bất giác tôi gọi tên. Người ấy quay mặt đi, không nhìn, tưởng chừng như xa lạ. Bóng người đi trước, tôi theo sau. Dưới chân mùa đông rét mướt, phù ảo phiêu tàn, hồn qua huyền niệm, mang dấu tàn phai, gió đêm rét buốt nhạt nhòa. Hình bóng dưới ánh trăng muộn trong sương mờ, bóng người cứ chập chờn ảo ảnh. Tôi cố lướt nhanh hơn, nhưng không bao giờ bắt kịp. Hình như người kia lướt đi trong không khí. Còn tôi, hai chân rã rời đuổi theo. Một lúc sau trăng mờ dần, khuất vào đám mây đen. Trời tăm tối, không gian trở nên mịt mù, u thầm và tôi lạc mất đường về. Gió muộn từ đêm khuya khoắt, nơi miền ảo viễn lạnh lạnh rợn người. Trăng mờ mờ trở lại, tôi giật mình nhìn thấy bóng hình vừa xa lạ vừa thân quen xuất hiện. Đó là hình bóng siêu linh ma quái, thực hư, tiềm tàng trong ảo giác, những linh hồn vật vờ phiêu dạt, không nơi nương tựa. Lẩn khuất trong bóng tối hay nơi hoang vắng, tìm hướng đồng âm tương hợp, gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương kỳ. Ai hiểu được những gì có thể xảy ra? Ngày mai vô vàn xa cách, không biên cương nội tại, không phân ly ảo ảnh. Tất cả chỉ mơ hồ hình bóng, tha nhân cách trở, mất lối đi về. Đường không đến, đêm không tàn, tâm linh nghiệt ngã ly sầu. Chỉ là bóng hình ma dại, oan hồn trở về từ địa ngục, điên mê. Nhớ mình và yêu ngày tháng cũ, có lúc giận hờn giật mình, oán trách ngậm ngùi, cứ tái hiện trong chiêm bao chuyện buồn năm tháng cũ. Theo
theo dấu Huyền Miên trở về từ quá khứ, xa dần miền ảo viễn. Một buổi sáng cây hoa vàng rực rỡ, chim hót tưng bừng, đón chào bình minh tận thế. Linh hồn ai vất vưởng trở về. Tôi thức giấc trong chim bao, ngỡ ngàng nhớ lại. Tôi về thăm mẹ sau một thời gian xa cách thật dài. Em gái tôi ngoài giếng nước, con chó vàng xa lạ sủa khi nhìn thấy tôi. Mẹ tôi ngồi đó đợi tôi về bao ngày, tháng. Tôi nói với mẹ, con sợ về không gặp mẹ. Bà quay mặt đi và khóc. Chiếc áo nâu mẹ bận nhạt màu, thân hình ốm yếu, xanh xao tiều tụy. Hai mắt mờ đục vì bị mù lòa lâu năm. Mẹ chỉ nghe được giọng nói của tôi thôi, không nhìn thấy. Bà quay lại quờ quạng nắm tay tôi và hỏi, bao giờ con đi? Tôi thật buồn và trả lời mẹ, con không đi nữa. Bà ngạc nhiên nhìn tôi trong mờ mịt bóng tối, hai tay chới với tìm siêu thường mộng tưởng. Giật mình cảm thấy mọi điều tan biến. Ngày mai không đến, chắc là mẹ tôi chết lâu rồi. Thật ra tôi không có một ý niệm nào về mẹ. Hình ảnh mẹ chỉ là ảo tưởng tương phản, một ai đó trong phạm trù thăng hoa quyển ngã. Giấc mơ gợi cho tôi bao nỗi muộn phiền, nuối tiếc, lập thể, hoang đường, âm thanh vũ trụ. Ngày qua ngày, điệp khúc thời gian cứ lặp đi lặp lại, như nắng và mưa, hoa nở rồi tan, đêm cuối mùa vỡ vụn. Trăng nghiêng dần về miền ảo viễn. Tôi chới với tìm kiếm một điều gì, chỉ toàn là mộng mị. Những bóng ma trời giật giờ mộng ảo tận cuối trời quên lãng. Sao đêm rơi rụng giữa bình minh tà kiến. Tôi lênh đênh trong không gian mênh mông định mệnh, lập thể huyền vi, cố tìm một lối thoát cho chính mình, tiềm tàng tuyệt vọng. Tôi muốn trở về nhà. Bên kia dãy chung cư của con đường phố là con đường chạy dài đến một bến phà. Ở đó có một bến xe nhỏ, thưa thớt những chiếc xe chở khách thật cũ, vận chuyển người bộ hành và hành lý của họ. Tôi cố tìm đường đến con đường ấy, nhưng dãy nhà bích kín, không có lối vào. Tôi đi mãi, đường dài hun hút, tất cả mọi cánh cửa đóng chặt. Lạ, hình như thành phố không người, hoang vắng. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn thấy một con chó hoang của nhà ai bỏ lại. Nó vừa đói vừa sợ khi gặp tôi. Tôi buồn khi nhìn thấy nó. Im lặng, quá im lặng. Không một âm thanh, một tiếng động. Soạt, bất giác con mèo hoang ở góc đường bên đống rác bỏ chạy. Phía kia con lợn đang đứng ăn xác người đã phân hủy. Không gian hoang vắng, gió cuối mùa từ xa mang theo mùi khét cháy của thịt da người, rồi lại mùi hôi thối từ xác súc vật hay xác người đã thối rữa mùi tử thi. Trong thị trấn đang có chiến tranh tàn phá. Ở đây chiến tranh vừa mới đi qua, thị trấn vắng lặng, chỉ còn xác chết và mùi tử khí. Màu trời u thẳm, từng đàn quạ đen kéo về, mây đen kịch cũng về theo, tạo nên một không gian u buồn, ảm đạm, hoang vu. Gió từ miền xa xôi nào ào ạt đổ về, xoáy lốc cuốn lên trời khói, bụi, lá cây và lời bi ai não nùng của những oan hồn dân sầu tử sĩ. Những hồn ma oan khiên, oan khóc, ai oán réo gọi trong một chiều mưa bay sầu thảm. Chiến trận bây giờ là bãi tha ma giữa thị trấn vắng người. Còn là gì? Xác chết nằm đó, người sống hoặc bị thương. Người già và em bé dìu dắt nhau đi, trốn khỏi vùng chiến sự. Kinh dị chiếc đầu người với mái tóc dài treo lơ lửng trên dây cáp điện. Thật khủng khiếp. Một con quạ đen đang rỉa thịt ôi thiêu, khoét mắt của chiếc đầu vô chủ. Tôi nhìn thấy và tôi vội đi qua, thương cho người phụ nữ xấu số. Không biết linh hồn người ấy bây giờ về đâu. Tôi đi được một đoạn đường ngắn, trước mặt là con sông rộng. Cầu bắc ngang qua sông đã gãy nhịp. Tôi đi đến nhịp cuối của chiếc cầu gãy giữa dòng, nhìn xuống dưới dòng sông, thấy một xác chết trôi bềnh bồng. Trên mặt nước, dòng sông lặng lờ chảy chậm, xác người trôi qua cầu, đàn cá đuổi theo, rỉa thịt thối của người chết. Đây là xác của người lính trận, vì tôi nhìn thấy anh ta mặc đồ quân nhân, áo quần rách tả tơi, phơ phất theo dòng nước chảy, nằm sấp mặt. Đàn cá bơi lội tung tăng trong nước như một đám đạo tỳ, nhảy múa hát du ca tiễn biệt anh.
Phía sau một vài bè lục bình trôi theo, có những bông hoa nở trắng tím như những chàng hoa đưa tiễn người xấu số về nơi tuyền đài. Thật xúc động. Không gian lạnh, dòng sông rộng, xác người trôi trên sông, xác người phân rã bên vệ đường. Buồn quá, đi tới đâu tôi cũng thấy toàn là chết chóc. Đường phố hoang vu, không một bóng người, không có sự sống. Không biết ngày nào chiến sự chấm dứt, dân lành an nhiên trở về. Tôi miên man suy nghĩ và tìm đường trở lại. Đi qua một đoạn đường vắng, bùi ngùi nhìn thấy bầy chó hoang của nhà ai bỏ lại, giành giật ăn một xác người. Có một con chó vện ngoạm cánh tay, còn cả bàn tay, bỏ chạy, rơi vãi thịt và máu bầm loang loáng trên mặt đường nhựa đen. Trông thấy ngán ngẩm thất vọng. Chiến tranh quá tàn khốc, nhưng tôi cũng phải đi nhanh vì trời chiều tàn tạ trên dãy nhà cao tầng. Đường phố dài hun hút, bên vách tường có một bóng đen. Tôi đến gần nhìn kỹ, thì ra đây là một người phụ nữ. Ngồi tựa lưng vào vách tường, đầu gục xuống, mái tóc cắt ngắn phủ mặt, bận bộ đồ đen. Tay ôm đứa bé úp mặt vào ngực, không cử động. Hiếu kỳ tôi lấy tay sờ vào vai người phụ nữ. Thì ra đây là một xác chết khô từ lâu, cùng đứa bé. Chắc là hai mẹ con đã bị trúng đạn vì vết máu trên ngực. Người mẹ chết nhưng vẫn ôm chặt xác đứa con thơ vào lòng, và nó cũng đã chết. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng làm cho tôi chán chường. Tôi quỳ xuống chắp tay cầu nguyện, kính lại Đức Chúa Giêsu, xin Ngài tha tội. Amen. Sau khi cầu nguyện cho người phụ nữ và đứa bé xấu số, tôi nhặt một thanh gỗ rơi bên đường làm cây thánh giá đặt trước mặt người ấy và bỏ đi. Màu trời ảm đạm, không gian tiêu điều, từng đàn quạ đen từ đâu bay về, những cánh bay chập chờn mộng mị, tiếng kêu gọi nhau sầu thảm giữa buổi hoàng hôn tan tóc hư vô. Ngoài kia mưa bắt đầu bay bay, tạo cho không gian thêm u uất muộn phiền. Thật một buổi chiều ma quái, âm thanh ghê rợn ám ảnh tôi, làm cho tôi quên mất đường về để tìm lại con đường cũ. Giữa dãy phố có một cửa mở. Tôi nghĩ đây là khoảng trống để ra con đường. Tôi đi thẳng vào. Trước mặt là một hành lang chạy dài gần như vô tận, và có một cầu thang. Tôi đi lần lên cầu thang, hết tầng 1 đến tầng 2, rồi tầng 3 và tầng 4. Tôi cảm thấy mệt, dừng lại nghỉ chân. Ngay bật nghỉ tôi thấy ai đó kê chiếc bàn cũ. Tôi tự hỏi tại sao có chiếc bàn kê ở nơi này, và hình như bàn thờ không có lư nhang, chỉ có cây thánh giá mang hình Chúa Giêsu treo trên vách tường. Trên bàn có một chiếc khay gỗ. Trên khay gỗ có để một vật gì đó và phủ lên một tấm vải đen đã nhạt màu. Tôi lấy tay lật tấm vải, lộ ra một chiếc đầu lâu, và phía sau là tấm ảnh chân dung khuôn mặt người con gái rất trẻ. Chiếc đầu lâu ố vàng có những chỗ nấm mốc màu xanh, hai hốc mắt và mũi trống hoang. Tôi sợ. Ngoài kia có tiếng chim đêm bay ngang qua, kêu tao tác giữa lưng trời. Gương mặt người con gái tôi nhìn thấy thật quen, nhưng sao lại ở nơi này? Hình như người trong ảnh là con gái của một nhà quý tộc, hay là người nào đó tôi rất quen. Nhưng giờ thì tôi quên. Đã nhiều năm rồi, mọi hình ảnh có khi chỉ là tiềm tàng trong ký ức. Ánh trăng huyền hoặc chiếu vào làm sáng cả một không gian. Tĩnh mịch, thật tĩnh mịch. Chính ánh trăng huyền hoặc ma quái này làm cho tôi sợ. Tôi muốn bỏ chạy. Thật lạ, chiếc đầu lâu tự nhiên phát ra tiếng khóc và đòi tôi trả lại tình yêu. Vâng, đây chính là người con gái nhà quý tộc, hoặc là người con gái nào đó năm xưa yêu tôi. Kinh khiếp quá, tôi bỏ chạy. Chạy mãi đến một đoạn đường bên chợ, tôi lại gặp một người đàn bà đang ngồi hát. Tôi dừng lại hỏi đường về nhà. Chị ta không trả lời, mà nói với tôi chị ta đang tìm người yêu và đứa con gái lạc mất năm xưa. Tôi hỏi vì sao. Chị bảo chị bị người yêu lừa dối và gia đình từ bỏ khi biết chị mang thai, sinh con ở một bảo sanh viện nào đó, cho con và đi lang thang gần 20 năm rồi. Tôi nhìn chị nửa lạ nửa quen, ái ngại một điều tội lỗi và nhận là người yêu cũ. Chị nhìn tôi rồi ngửa mặt lên trời, cười và bỏ đi xuống con dốc. Nắng vàng đổ phía sau lưng, tiếng cười ghê rợn như mảnh vỡ thủy tinh, mỗi lúc một xa dần.
Trời bắt đầu tối, tôi thất vọng nhìn theo không biết chị về đâu. Bóng chị nhạt nhòa, mờ trong sương mù Đà Lạt. Chuông nhà thờ cuối chiều theo gió âm u, huyền ảo, như đôi mắt chị u uẩn kiếm tìm tuyệt vọng. Bên vệ đường vài cây mimosa hoa vàng rực rỡ trong nắng muộn tím màu hiu hắt. Mây thấp thoáng bay trong làn sương mộng mị như dàn vũ nữ đang múa. Chiều tuyệt đẹp, bóng hoàng hôn dần khuất sau đồi thông. Tiếng hát ai từ thung lũng vọng lại, hay tiếng sang mùa gọi mời ma mị. Tôi không biết về đâu, những giấc mơ dài huyễn mộng phiêu du cứ chập chờn dẫn dắt linh hồn, mà linh hồn là một thực thể siêu nhiên phi vật thể. Ngoài kia gió bắt đầu lên khuya muộn, từ bờ lau lách điều hiu dưới vực sâu đầy bóng tối huyền vi, những ánh ma trời lững lờ lập thể sắc màu âm bản. Gió hoang vu thổi qua miền hư ảo, giữa sa mạc mênh mông đêm trắng, tôi ngồi trên bề mặt tảng đá, sương bắt đầu lạnh. Có lẽ khuya, thật khuya rồi. Không biết bây giờ là mấy giờ, tôi mất cả ý thức về thời gian và không gian. Người con gái ngồi cạnh tôi nói nhỏ: "Về thôi, ngày mai em gặp mẹ." Tôi buồn vô cùng. Tôi nhớ là hình như tôi cũng có mẹ, nhưng mẹ tôi là ai và ở đâu, tôi hoàn toàn không biết. Mẹ tôi là những cô gái ở quán bar, ở phòng trà, ở vũ trường, hay mẹ là hai chị em, con gái nhà quý tộc ngày xưa tôi cũng đã từng quen. Trời bỗng dưng tối sầm, không gian mờ mịt. Người con gái nắm chặt tay tôi, còn tôi không biết đường về. Gió mỗi lúc một mạnh hơn, âm thanh vang động trong sa mạc có lúc cuồng nộ như điệu nhạc ra. Tôi tự nhủ chắc những hạt cát va chạm vào nhau tạo thành một âm thanh hỗn loạn, hay một đống xương người phơi khô. Ban ngày và ban đêm có gió luồn qua các khe trống tạo thành âm thanh. Tiếng ai gọi xa xôi lắm. Đêm mưa lạnh thế này, chó nhà ai sủa? Chắc có ai đang đi trong đêm. Sao lại có người đi giờ này? Và tại sao con chó nhà ai đó không ngủ? Tội nghiệp. Tiếng chó sủa đêm nghe thật buồn. Đồng hồ nhà ai rớt một tiếng, và ngay ngã tư đường tôi nhìn thấy một người đàn bà mặc nguyên bộ đồ màu đỏ. Bà ta dùng tay ngoắc tôi. Tôi đến, bà bảo rằng bà đã đợi tôi ở đây từ lâu lắm. Bà là mẹ của tôi. Bà muốn tôi đi theo bà. Rồi bà đi trước, tôi theo sau. Không ai nói với ai câu nào. Đi được một quãng đường xa, bà dừng lại trước một căn nhà. Hình như đây là một khách sạn. Bà bước vào, tôi theo sau. Căn tiền sảnh thật tối. Có ai đó đưa cho bà một cái khay tròn bằng gỗ. Trên mặt khay thắp nhiều cây nến. Khay gỗ có tay cầm. Thế là bà cầm đèn đi trước, tôi theo sau. Từng bậc thang, tôi và bà đến tầng cuối của khách sạn. Bà dừng lại rẽ qua một bên và đứng trước cửa phòng, bà nói cùng tôi: "Mẹ đã chọn một người con gái vừa ý mẹ cho chính con." Rồi bà mở cửa bước vào. Tôi vào sau. Bà bảo: "Con ở đây với nàng và dạy bảo nàng." Những cây nến cháy sáng rực cả một góc phòng. Bà chở ra và đóng cửa. Trên chiếc giường trải tráp trắng có một người nằm ngủ, phủ trên người một chiếc tráp khác màu đen. Tôi đến đầu giường kéo tấm tráp, lộ ra một bộ xương người sắp ngay ngắn. Tôi hoảng hốt la lên và lại thấy mình đang ngồi đầu gục lên hai đầu gối trong nghĩa trang Thiên Chúa. Những cây thánh giá lờ mờ trong bóng tối, hình ảnh siêu nhiên lung linh diễn ảo dưới ánh trăng huyền hoặc phiêu du, sương muộn yêu ma âm thanh nhạt nhòa mộng mị, điệu blue não nụ từ xa ẩn vọng hay từ địa ngục thâm u mê muội, ngàn năm tiếc nuối của những oan hồn kêu than thảm thiết điêu linh. Thời gian dường như ngừng lại, không gian chìm vào hư vô huyền mộng mơ hồ. Có một vài tiếng cú đêm gọi nhau nghe u uất, mây trên trời bay qua mặt trăng làm cho không gian trở nên u thẳm. Một âm thanh nghe không rõ, xa lắm vọng lại.
có tiếng khóc của trẻ thơ và lời ru của người mẹ. Dường như tôi đang bị mê hoặc và mất ý thức không gian, thời gian, không còn phân định. Trăng vẫn là ánh trăng, mờ ảo huyền hoặc, ám ảnh tôi suốt một quãng đời. Tôi nhớ người yêu năm cũ và một tấm hình gắn trên mộ bia. Tấm hình ấy ố vàng, tôi vẫn mang theo mình. Có những lúc tôi nhìn tấm hình và tôi khóc. Tôi thương tôi và thương người ấy. Nhưng thật ra tôi không biết người ấy là ai, chỉ mơ hồ hình bóng. Một ngày nào đó tôi về lại thị trấn nhỏ. Ở đó có một ngôi biệt thự cũ, tường xung quanh. Bên trong những chùm hoa ti côn màu trắng tím mỏng manh rơi trên áo một người con gái. Cô nhặt một cánh hoa và đưa lên môi hôn. Tôi nhìn thấy cánh hoa mỏng manh và người con gái cũng mỏng manh như cánh hoa. Tôi đến gần chào chị. Người con gái ngước mặt nhìn tôi, hai mắt to đen tròn ướt lệ, phảng phất nỗi buồn u uẩn, và chị hỏi thật nhỏ: "Anh còn ở đây bao lâu?" Tôi trả lời chị: "Có lẽ hết hè tôi sẽ về lại trường." Và tôi nói thêm: "Thầy có nhã ý mời tôi ở lại kèm văn và toán cho hai chị." Chị im lặng một lúc rồi hỏi tôi: "Anh có nhận lời của thầy tôi không?" Tôi bâng khuâng nhìn chị. Tôi nhớ là năm đó tôi ở lại ngôi biệt thự của nhà quý tộc một thời gian để dạy kèm hai người con gái nhà quý tộc. Thầy là người dáng cao, quý phái, hơi gầy, tóc đã bạc màu. Vợ ông chết sớm, ông đang nuôi dạy hai người con gái gần bằng tuổi tôi. Ngày xưa thầy đi lính cho một nhà nước bảo hộ. Khi chính quốc có chiến tranh, thầy tòng quân phục vụ. Thầy cùng đơn vị luân chuyển đến Algeria, châu Phi thì phải, hay Maroc gì đó. Chiến tranh kết thúc, thầy trở về cố quốc, lấy vợ, sinh được hai người con gái, rồi bà chết. Tôi không hiểu nhiều, chỉ biết vậy thôi. Ngoài việc dạy kèm hai chị học, tôi còn một việc nữa là chỉnh sửa từ ngữ trong tập hồi ký mà thầy viết sai ngữ pháp. Vì tiếng Pháp thầy không giỏi, nên đôi khi viết sai từ ngữ ở một địa phương nào đó. Đến sau này, khi nhớ lại chuyện buồn xưa, tôi rất buồn. Ngôi biệt thự cũ luôn ám ảnh. Thường vào buổi tối tôi hay ngồi một mình, nhìn lên bức tường tiền sảnh. Hình ảnh người ta khắc họa lên ấy là những bộ xương người, hình thành một ban nhạc, kèn, trống, đàn, toàn là xương người, có ca sĩ, nhạc công. Những bộ xương nhảy múa, đánh trống, thổi kèn, những chiếc đầu lâu dính liền với bộ xương khô lắc lư theo những bộ xương khô khác. Một điệu nhạc ma quái nào đó, thật kinh dị, thật rùng rợn, khủng khiếp. Tôi suy nghĩ, tại sao lại bức tranh này? Không gian yên ắng, chiều nắng mờ nhạt dần, rồi tối hẳn. Ai đó đã bật ngọn đèn. Ánh sáng chiếu vào bức tranh, đèn không đủ sáng, vàng vọt, lạnh lẽo, làm cho bức tranh sinh động hơn. Cách đó một khoảng tường là hình Chúa Giêsu trên thập tự giá. Đêm mùa hạ, gió lắc lay một vài cành cây nhỏ trong sân. Tôi thấy hoa ti gôn rụng, nhưng không một bóng người. Cảm thấy sợ, đứng dậy, xoay người bất chợt. Tôi nhìn thấy chị đứng đó, trước mặt tôi. Tôi chào và nói thầm thì: "Chào chị." Chị nhìn tôi dưới ánh sáng nhạt nhòa, vẫn gương mặt hiền hòa, nhu mì như Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Vẫn đôi mắt tròn to, âm u, mộng mị. Tôi bối rối nhìn chị. Chị nói thật nhỏ, âm thanh như trùng xuống trong bóng tối: "Tôi biết anh ngồi đây. Đã mấy chiều rồi, hình như anh có tâm sự buồn." "Đôi lúc tôi cũng thế. Tuổi của chúng ta là thế." Tôi cũng ngồi đấy, nhìn ánh đèn hiu hắt chiếu vào bức tranh trên tường. Tôi giật mình hỏi chị: "Sao có bức tranh này?" Chị suy nghĩ rồi trả lời: "Tôi không rõ." Rồi chị kể cho tôi nghe. Ngôi biệt thự này do ba của chị mua lại. Chủ ngôi biệt thự là hai vợ chồng người Pháp, giám đốc đồn điền cao su. Gia đình về nơi đây lúc chị 6 tuổi và em gái 4 tuổi. Ở đây được ít lâu thì mẹ chết. Chị cho biết ba rất buồn và bức tranh như gợi nhớ lại một thuở nào.
những vũ trường, phòng trà, hợp đêm. Vì ba gặp mẹ ở những nơi ấy. Mẹ là một vũ nữ, dancing girl. Bây giờ ba nghĩ, thân xác dù mục rữa nhưng bộ xương vẫn còn, vẫn nhảy múa điên cuồng và hát những điệu nhạc man rợ, ma quái. Tôi hỏi chị có sợ bức tranh này không? Chị trả lời chị yêu bức tranh. Và chị lý giải, ở thế giới này là ta, thế giới khác vẫn là ta. Chị chỉ tay về chiếc ghế đá dài. Chị bảo tôi ngồi, rồi chị ngồi bên tôi. Chị nói chị rất ít bạn. Chị muốn tôi kể chuyện. Tôi hỏi đề tài. Chị bảo tôi muốn nghe những cuộc tình buồn. Thú thật tôi là một sinh viên sắp ra trường. Tôi học khoa thực nghiệm, nhưng tôi vẫn thích viết văn. Tôi cũng đã viết xong vài cuốn tiểu thuyết và mấy tập truyện ngắn, nên tôi không gặp khó để kể cho chị nghe những chuyện tình buồn. Tôi hỏi chị thích tác phẩm nào hay tác giả nào. Chị suy tư và hỏi tôi, anh thích tác giả nào? Tôi trả lời chị, tôi là một nhà văn. Tôi đọc rất nhiều tác phẩm của nhiều tác giả lúc tôi còn ở ký túc xá Đắc Lộ Dòng Tên. Ở đây có một thư viện dành cho sinh viên Thiên Chúa giáo, nên tôi có điều kiện đọc nhiều. Chị hỏi tác phẩm nào anh vừa ý nhất. Tôi trả lời chị, tôi thích tác phẩm của tôi. Chị bảo vậy anh kể cho tôi nghe, và tựa đề tác phẩm là gì? Tôi trả lời, Lời Tự Thú. Rồi tôi bắt đầu kể. Tôi kể từng phần câu chuyện, và từ chiều này qua chiều kia, chị luôn trầm tư nghe tôi kể. Có lúc chị hỏi một vài câu, tôi không dám trả lời. Thế rồi tôi lại tiếp tục kể. Cho đến một chiều, Anna, em gái chị, tham gia nghe tôi kể chuyện. Lúc đầu Anna ngồi cạnh chị được vài hôm thì Anna ngồi gần tôi. Tôi ngồi giữa hai chị. Băng ghế không dài nên chúng tôi ngồi gần nhau. Có những lúc hai chị chạm vào người tôi, thật gần gũi, bản năng dâng ngập miền ao ước. Tôi mơ hồ cảm thấy một điều gì đó bẻ bàng. Rồi tôi kể tiếp về người đàn ông. Ông ta là một pilot, phi công, làm việc cho hãng hàng không quốc tế. Năm tháng trôi dài với những chuyến bay, ông ít về nhà. Người vợ trẻ ở nhà một mình. Chị trước đây là một chiêu đãi viên hàng không. Bây giờ chị là vợ và không còn bay theo đoàn bay nữa. Trong căn biệt thự lộng lẫy im vắng, chị cảm thấy cô đơn và nhớ những ngày xưa, những chuyến bay dài, ngày tháng cũ. Có những đêm chị chập chờn mộng mị trong giấc ngủ ngắn dài. Chị mơ thấy những điều thật lạ. Một đứa nhỏ ôm chân chị khóc gọi mẹ và kêu tên ai đó chị không nghe rõ. Những bước chân dồn dập rồi xa dần. Hình như ngoài trời đang mưa. Mưa đêm nhẹ và lạnh, gợi lại một nỗi buồn u uất. Nơi không gian huyền ảo, mơ hồ, hoài niệm một miền xa hiu hắt, có gió bốn mùa. Nơi thôn giả êm đềm, bỗng dưng chiến tranh ập đến, gây ra bao nỗi tang thương, mỗi lúc một tàn khốc. Ngày qua ngày không dấu hiệu dừng lại. Người người dắt díu nhau chạy giặc. Rồi gia đình chị về thành phố sau khi di cư vào Nam. Nơi bình yên ấy chị vẫn không yên bình. Gia đình định cư tại Sài Gòn không được bao lâu thì cha chị chết trên đường đi từ Hồng Kông đến Singapore vì tàu gặp nạn trên biển. Bây giờ mẹ chị không tìm được việc làm vì chưa thích nghi với nơi ở mới, đời sống mới. Một thời gian sau mẹ chị chết. Chị sống với bà vú nuôi. Khi tốt nghiệp tú tài toàn phần, chị không thi vào đại học văn khoa như mong ước. Lại gặp lúc hãng hàng không Việt Nam tuyển chiêu đãi viên hàng không, chị dự tuyển và được tuyển chọn. Năm ấy chị tròn 20 tuổi. Chị được cho đi tu nghiệp tại Luân Đôn một năm và trở về nước hội nhập với đoàn bay. Chị đẹp lộng lẫy, dáng kiêu sa, hai mắt u buồn như ẩn chứa một nỗi niềm không đợi. Có nhiều phi công tỏ tình yêu chị, nhưng chị tế nhị bảo họ đợi. Thời gian lặng lẽ qua. 3 năm sau chị yêu một phi công đứng tuổi, rồi làm lễ thành hôn. Chị nghỉ việc và về sống với chồng ở một biệt thự ngoại ô thành phố. Chồng chị vẫn phục vụ đoàn bay. Bà vú ngày xưa đã chết. Giờ trong nhà chị chỉ còn chị với những người hầu việc. Chị cảm thấy buồn và mơ ước một điều gì không rõ. Nhưng đôi khi có linh cảm,
một ngày nào đó mọi việc sẽ rơi vỡ như một chiếc ly thủy tinh trên bề mặt tảng đá. Chị hơi sợ một niềm ly biệt mơ hồ. Đôi khi giấc ngủ chập chờn, chị mơ thấy ở đâu đó và chị lạc đường về. Phố đêm không có đèn, trăng vàng vọt huyền ảo sáng lòa trên mặt đường lát kính. Và hai bên phố thoạt nhìn một lúc, chị thảng thốt, người ở đâu? Tràn ngập mọi ngã đường, kẻ ngược người xuôi, họ đi trong im lặng. Thành phố đông người nhưng không một tiếng động. Ánh sáng lập lòe đỏ rực từ những đôi mắt trên gương mặt người qua lại. Chị quên mất đường về nhà. Rồi chị lại gặp một bà già còm lưng đứng trong sân. Dưới chân bà là con chó vện nằm ngủ. Chị rùng mình, dĩ vãng quay về, cảm thấy nhà này, cảnh này như đã gặp ở đâu. Trong quá khứ, bà già kia hình như là ngoại của chị, hay bà vú nuôi ngày trước. Chị tự vấn có phải không. Bà già đứng lặng lẽ nhìn chị. Thật ma quái. Hình như bà cười, một nụ cười ma quái trên môi không hình thức. Tôi sợ và không hiểu sao bà cười. Cười cái gì và cười với ai. Tôi quay lưng bỏ đi. Trước mặt là bức tường bằng đá kiên cố màu đen sẫm. Bức tường cao và dài đến tận chân trời. Cũng trước mặt tôi là cánh cổng lớn bằng đá màu nâu. Tôi tự nhủ, tại sao có cánh cổng ở đây? Người ta xây bức tường này để làm gì? Và nó có từ bao giờ? Tôi lấy tay đẩy cánh cổng. Cổng im lặng hé mở. Tôi đẩy mạnh hơn. Cánh cổng mở lớn. Tôi nhìn vào trong và thấy đó là nghĩa địa. Từng ngôi mộ xếp chiều ngang dọc theo bức tường dài hun hút, sâu thăm thẳm, không gian tối âm u. Chỉ có ngôi mộ ngang cổng sáng lờ mờ do ánh trăng chiếu vào. Một bức tường chạy dọc trước đầu từng ngôi mộ, khoảng cách chừng 0,40m đến 0,50m. Khoảng cách hẹp đủ cho một người đi vào. Im lặng, thật im lặng. Tôi không dám bước vào. Tôi lui trở ra. Cánh cổng khép lại. Tôi hoảng hốt la. Ánh trăng trắng xanh loang loáng khắp một vùng. Tôi run sợ và tuyệt vọng. Gió đêm qua vai. Tôi cảm thấy lạnh. Và đồng hồ nhà ai rơi một tiếng. Tôi tỉnh giấc, nhưng hai mắt vẫn nhắm. Tôi hơi giận và phàn nàn, mộng mị suốt đêm. Tỉnh giấc hẳn, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ phản chiếu qua bức tranh treo trên tường, màu xanh đậm lạnh lẽo. Một con cừu trắng đứng tựa lưng vào đùi của ma sơ trẻ trong một buổi chiều mùa đông. Ma sơ đang ngồi trên bục thành giếng nước. Phía xa kia là tu viện. Nét mặt ma sơ trầm tư. Rồi tôi bỗng nhớ một điều gì đó. Ngày xưa còn thơ ấu, ba tôi muốn gửi tôi vào dòng tu, nhưng ngoại thương không cho. Sau ngày mẹ tôi chết, ngoại thương con. Một buổi chiều mùa hạ, ngoại bận nguyên bộ đồ đen, đầu bịt khăn tang trắng, đi thăm mộ mẹ tôi từ một nơi nào đó trở về. Ngoại vẫn nguyên bộ đồ tang ấy, chui xuống gầm bàn thờ mẹ tôi ngồi khóc, chiếc khăn tang phủ kín mặt. Tôi cũng khóc ngồi bên ngoại, ngơ ngẩn nhìn. Bao điều, còn bao điều thời thơ ấu. Tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ khuya muộn. Tiếng chim hót ngoài vườn cây, ánh sáng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, tấm màn che màu đỏ rực rỡ phản chiếu ánh sáng ban mai. Tôi suy nghĩ bâng quơ. Thế là một ngày mới lại đến. Tôi đứng dậy kéo tấm màn cửa qua một bên, đẩy nhẹ cánh cửa sổ, nhìn thấy Paul đang tập thể dục ở dưới sân. Một boy 20 tuổi đang học đại học, gương mặt tuấn tú, khôi ngô, dáng dấp của một tài tử cine. Một lần, hai lần và nhiều lần nữa, tôi nhìn Paul. Tôi mơ ước một ngày cũng mai sau, tôi sẽ có một thằng con trai giống như Paul. Sao mà yêu quá, vì nó là con của ba Paul. Niềm ước mơ mỗi ngày một dâng ngập tâm hồn. Tôi đang suy tư, bất chấp Paul nhìn lên ban công, thấy dì đắm đuối nhìn mình. Paul cười, lấy tay ra dấu chào. Chị e lệ ngượng ngùng. Cuộc sống vẫn bình lặng, êm đềm diễn ra trong ngôi biệt thự hoa lệ kia. Cho đến một buổi tối chợt cúp điện, không gian chìm trong bóng tối. Paul đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, đi về phía nhà sau. Người quản gia thắp cây nến, đặt lên kệ bàn bên vách, và tiếp tục thắp sáng mấy cây nữa trên chiếc khay gỗ, rồi đem ra nhà trước. Khi gặp Paul, bà lại đưa cho Paul
Paul cầm khay có nhiều cây đèn cầy sáng rực rỡ đi về phía phòng ăn. Dưới ánh sáng lung linh hư ảo, một người ngồi trong bóng tối nhìn. Hai mắt nàng u uẩn lạ thường. Gió bên ngoài sân vắng, trên đỉnh trời cao khuya muộn, một vài con vạc sầu đêm bay ngang qua nhà khắc khoải gọi nhau. Âm thanh buồn thảm làm cho không gian thêm u uất muộn phiền. Người đàn bà im lặng run rẩy, sợ một điều gì đó thật mơ hồ. Paul đặt cây đèn lên bàn và gọi: "Vì sao vậy?" Anna trả lời trong vô thức: "Không sao, không sao, xin lỗi." Paul nhìn thấy đôi mắt Anna đẹp, mờ nhạt, âm thầm, ánh sáng như ngọn nến cháy rực rỡ một góc bàn. Một lần nữa Paul nhìn Anna, hình như có điều gì lạ. Anna cười và hỏi Paul: "Tôi có đẹp không?" Paul cúi đầu trả lời thật nhỏ: "Dì đẹp lắm, nhất là đôi mắt. Mắt của dì mỗi khi ai đó nhìn thấy phải say." "Thật." Anna phải thừa nhận là mắt mình đẹp. Đôi mắt to tròn u uẩn, ướt lệ với nét nhìn xa xăm mộng mị. Bóng tối, ánh sáng mờ ảo của những cây nến. Paul nhìn Anna, trông nàng đẹp hơn, dáng người hơi gầy, thanh mảnh, có vẻ kiêu sa lộng lẫy, với mái tóc cắt ngắn, hơi phủ vai và thật thời trang. Paul tự nhủ, mình chưa bao giờ nhìn thấy người con gái nào đẹp như thế này. Paul im lặng nhìn Anna say đắm sắc đẹp của Anna. Anna hỏi Paul: "Tôi đẹp lắm sao mà anh nhìn lâu vậy?" Paul ái ngại cúi đầu rồi ngồi xuống ghế mời Anna ăn cơm tiếp. Sau bữa cơm tối, cả hai ra phòng khách nghe nhạc hòa tấu. Anna nói với Paul: "Chờ một lát." Paul vâng lời, hồi hộp ngồi chờ. Một lúc sau, Anna từ phòng ngủ đi ra, chiếc váy dài xanh màu thiên thanh, ngắn tay. Paul nhìn Anna thốt lên: "Ô, dì đẹp quá." Anna cười và ngồi xuống sofa cạnh Paul. Anna hỏi Paul thích gì. Paul ngần ngại trả lời: "Thích người con gái nào đó đẹp như dì. Còn dì thì sao?" "Tôi ấy à, tôi thích một thằng boy đẹp như Paul và giống tôi. Rất có thể nó là con của ba Paul mà. Tụi nó là anh em, sao mà không giống nhau được?" Anna miên man suy nghĩ. Mãi một lúc lâu, Anna nhìn lên thấy Paul đắm đuối nhìn mình. Anna hơi ngượng, sợ Paul hiểu lầm ý của Anna. Gương mặt Anna nóng và đỏ dưới ánh điện đêm, mặc dù không son phấn. Ông Trần Đỉnh, Răng Đỉnh, tên thường gọi, mới đi cách đây 3 hôm, còn hơn 10 ngày nữa ông mới về. Ông đi tập huấn ở Malaysia. Anna ở nhà một mình vẫn thường vậy, nhưng hôm nay có thêm Paul nên bớt tẻ nhạt. Nhìn thấy Paul đang bối rối một ý nghĩ nào đó, Anna cười rồi choàng tay kéo Paul về phía mình. Paul không phản đối, gần như Paul chờ giây phút này. Paul hôn lên môi Anna. Hai người ngồi trên sofa hôn nhau thật lâu. Paul vòng tay ra sau lưng Anna, cởi chiếc móc áo phía sau, rồi kéo chiếc váy ngủ tuột sâu xuống, lộ ra bộ ngực trắng ngần, hai bầu vú tròn to. Paul hôn lên, Anna ngửa mặt, hai mắt nhắm, có cảm giác như mình đang cho con bú. Anna sung sướng và hạnh phúc, hai tay giữ chặt đầu của Paul và gọi: "Con yêu, mẹ yêu con vô cùng. Và một ngày nào kia, thật sự mẹ có con yêu của mẹ." Anna nói nhỏ và nhẹ trong vô thức. Một cánh tay Paul quàng qua sau lưng, còn tay kia đang mân mê bầu ngực. Anna đê mê, tận hưởng khoái lạc. Rồi Anna kêu lên, kéo theo Paul, trong khi môi Paul vẫn không rời ngực Anna. Paul dang rộng hai tay ôm chặt Anna. Anna rên khẽ trong hoang lạc. Hai thân thể cuộn vào nhau, xê dịch dần về phía phòng ngủ của Anna. Chiếc giường rộng gần như dành cho hai người. Anna ngã lên giường và lôi theo Paul. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, nhưng những người hầu việc trong nhà không thấy Paul tập thể dục. Những dụng cụ ở sân vẫn yên đó, không ai thấy Paul. Tiếp theo mấy hôm sau nữa vẫn thế. Trưa hôm đó, ông chủ Răng Định về. Anna và Paul ra cổng đón ông. Tất cả đều vui vì ông vắng nhà mấy hôm. Răng Định bỏ hành lý xuống, một tay nắm tay vợ, một tay nắm tay Paul dẫn vào nhà. Họ rất vui và thân thiết. Ông luôn hỏi sức khỏe của Anna và hỏi việc học của con. Ông là người đàn ông tốt, luôn yêu vợ và yêu con.
Buổi tối hôm đó họ cùng ăn cơm, uống rượu vang trắng với thịt rừng. Mọi người đều vui trong một không gian gia đình thoáng đãng. Sau bữa cơm họ lại đi ra phòng bên nghe nhạc. Đúng là cuộc sống của giới thượng lưu. Trong cuộc sống bình yên ấy, hình như có điều gì đó thật mơ hồ ở cả ba người. Paul xin phép về phòng, còn lại Răng Định và Anna. Răng Định nói những lời yêu thương tha thiết nhất với Anna, nhất là những ngày xa vắng tuy không lâu. Và ông lại nói tiếp, lần này nghỉ phép được một tuần, anh lại đi Hoa Kỳ để chuyên viên kỹ thuật kiểm tra thiết bị cảm biến nhiệt và tiếng ồn. Việc này đối với Anna không lạ, vì cô là chiêu đãi viên hàng không. Cô đã từng tham gia những chuyến bay trước đây để làm nhiệm vụ. Và Anna cũng biết lấy chồng phi công là chấp nhận xa chồng vì những chuyến bay dài ngày. Trên vẻ mặt Anna hơi buồn và có một chút bối rối vô nghĩa. Răng Định hỏi Anna suy nghĩ điều gì. Anna cười bảo, xa anh em buồn. Định kéo vợ vào người âu yếm. Hai người chìm vào cơn đê mê thể xác, rồi họ dìu nhau vào phòng ngủ. Sáng hôm sau, Paul vẫn tập thể dục dưới sân. Anna nhìn thấy nhưng bước vội không nhìn. Điều này không ai biết vì sao ngoài Anna. Buổi ăn sáng được dọn sẵn lên bàn thịnh soạn. Cả ba người cùng ngồi vào bàn ăn. Paul mời bố, dì cầu nguyện tạ ơn Chúa những gì Chúa đã cho chúng con. Trong bữa ăn sáng, ông Định nói, hết tuần này bố đi Hoa Kỳ một tháng, Paul ở nhà với dì nên thường xuyên ăn cơm với dì. Đừng bao giờ để dì ăn một mình, dì sẽ rất buồn vì không có bố. Paul vâng dạ. Mặc dù vợ ông Định chết đã lâu, nhưng thương Paul còn nhỏ quá nên ông không lấy vợ khác. Ông muốn dành toàn phần tình cảm cho con và chăm sóc con. Vì công việc, ông phải gửi Paul vào trường đồng để học. Và cuối tuần ông đến xin Paul về với ông. Paul càng lớn càng giống ông và rất dễ thương. Khi Paul tốt nghiệp phổ thông, ông định cho Paul vào học y khoa nhưng không đậu được, nên Paul qua học trường dược. Năm nay là năm thứ hai. Paul đã lớn, có suy nghĩ riêng và không muốn hoàn toàn lệ thuộc vào bố. Ông Định hiểu điều này. Lúc đầu ông buồn, nhưng sau ông nghĩ điều này là đúng. Con đã trưởng thành và khôn lớn, rồi sẽ có nhiều diễn biến khác. Tình cảm, tâm lý cũng thay đổi. Có đôi lúc ông cảm thấy như cần một việc gì đó thật mơ hồ, như sau này những bữa cơm ở nhà một mình không có Paul. Buổi chiều nhà vắng, khoảng sân vườn rộng, hoa tiêu gôn nở bên hiên nhà, màu tím hoàng hôn, gió lạnh trong đêm. Rồi còn gì nữa? Tiếng động mơ hồ đâu đó, một âm thanh huyền ảo ma quái. Những suy tư ưu phiền làm cho ông Định ưu tư nhiều hơn. Và ông nghĩ phải có sự thay đổi nào đó trong đời sống. Suy nghĩ một lúc, ông nghĩ đến Anna, một cô gái trẻ đã cùng hội đoàn bay với ông thời gian gần đây. Anna là một chiêu đãi viên trẻ đẹp, dáng vẻ đài cát kiêu sa, nhất là đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn ướt lệ, như có nỗi niềm gì u uẩn não nùng. Riêng ông là người đàn ông đứng tuổi. Năm nay ông gần 50 tuổi. Không phải là già nhưng cũng không trẻ. Tính tình trầm lặng ít nói, nhưng đã làm cho bao con tim thổn thức. Vợ ông chết lúc ông 28 tuổi, có một cậu con trai 2 tuổi. Và từ đó ông sống độc thân đến bây giờ. Nhưng hôm nay sao ông cảm thấy buồn vô cớ, không biết thế nào. Có một lần máy bay tạm dừng ở sân bay Hồng Kông để tiếp nhiên liệu. Ông mời Anna đi ăn cơm tối ở một nightclub. Anna có kể cho ông nghe, Anna chưa có gia đình và không định có gia đình. Bố mẹ Anna đã mất lâu rồi, giờ chỉ còn bà vú. Ở ngoài Bắc di cư vào Nam, cũng không có họ hàng thân thích nhiều. Ông Răng Định xúc động, không nói lời nào, sợ làm cho Anna buồn. Nhưng ông rất cảm động hoàn cảnh của Anna. Khi đứng lên ra về, ông Răng Định nói thật nhẹ nhàng với Anna. Vợ ông chết rất sớm, nhưng ông không có ý định lập gia đình vì thương đứa con thơ dại. Anna im lặng. Hôm nay có gió và trời bắt đầu mưa bay. Anna cảm thấy hơi lạnh. Đi bên người đàn ông, nàng rùng mình, sợ một điều gì đó mơ hồ. Dù sao thì Anna vẫn là người con gái yếu đuối, ít tiếp xúc thân mật với ai bao giờ. Bây giờ nhận lời đi ăn cơm với phi công trưởng nên Anna có phần hơi ngại. Nhưng Anna tin rằng ông rất đàng hoàng, không phải như những đồng nghiệp mà Anna quen họ trước đây.
Anna biết mình đẹp nên rất nhiều người theo đuổi tán tỉnh, nhưng Anna đều từ chối. Anna cho rằng họ không thật. Và Anna cũng đã chứng kiến một số đồng nghiệp yêu phi công, yêu nhau tha thiết rồi lại bỏ nhau, gây cho nhau bao đau khổ, có khi hệ lụy cả đời. Làm sao biết được những chàng phi công đào hoa đẹp trai kia có đủ điều kiện tiếp xúc với toàn người đẹp và bảo là họ thật lòng? Bỗng dưng Anna sợ và tự nhủ không yêu ai cả. Tuy vậy Anna không phải là cô gái nhu mì không nổi loạn. Có lúc Anna cũng khao khát yêu đương, mơ mộng, đắm say, âu yếm nhau, dù đó là người tình ảo. Thực chất vẫn là bản năng của con người. Chúa đã sinh con người là vậy. Nhưng dù sao, bản ngã tư tưởng giữa lý trí và tình cảm của Anna luôn giằng xé, khắc khoải, dao động ở tâm hồn. Nếu ai nhìn thấy Anna ở một góc độ nào đó, họ đều có chung một suy nghĩ lầm tưởng, và họ suy luận biến đổi tâm lý theo chiều hướng thuận nghịch của tâm phân học duy lý. Họ tự phân giải phân tâm giữa đạo đức học và luân lý học ở tâm trạng của một con người. Phân tích diễn biến tâm lý phức tạp, Anna chìm vào giấc ngủ. Trong thị trấn nhỏ có một trạm xe ngựa nhớp nháp dơ bẩn. Người xã ít già một mắt gầy ốm ngồi vét vẻo trên thành thùng xe trống chờ khách. Một lúc sau khách từ đâu đổ về ồ ạt, họ chen lấn leo lên xe. Không lâu sau xe đầy chật người. Người xã ít cầm roi quất vào mông con ngựa gầy. Con ngựa rướn người khom lưng để chạy nhưng không đủ sức. Người xã ít vừa la hét vừa dùng roi quất vào con ngựa. Sự cố gắng của con ngựa không xê dịch nổi cổ xe đầy người, rồi nó ngã quỵ. Anna lấy tay che mặt không nhìn và khóc. Phía xa kia một chiếc xích lô thô sơ, có một con ngựa khác đứng trên chiếc xích lô và bay lên. Bốn chân đổ máu thành dòng chảy xuống đầu người phu đang còng lưng đạp chiếc xích lô ấy. Và một người phụ nữ trạc tuổi hơn 40 chạy hớt hải la lên: "Chờ tôi, nó là con tôi." Bà khóc. Một người đàn bà khác giọng bắc miền quê cũng la lên: "Nó là con tôi, nó đang lên thiên đường." Cổ xe và con ngựa gầy ốm kia vẫn nằm yên. Người xã ít không còn đánh con ngựa nữa. Ông ta nói với mọi người như lời thông báo: "Nó chết rồi." Rồi ông phân trần: "Thưa quý ngài, đây không phải là con ngựa, mà nó là vợ tôi. Nhà nghèo quá, con đông, tôi không có nghề nghiệp gì ổn định nên mua cổ xe này và làm giả hình con ngựa, rồi bắt nó đứng vào kéo xe để kiếm tiền nuôi sống đàn con hơn 10 đứa. Giờ nó chết rồi, đàn con đang ở nhà chờ tôi mang miếng ăn về. Không biết ngày mai đàn con của tôi sống như thế nào." Mọi người chứng kiến và nghe thấy một việc bẽ bàng. Vài người rơi nước mắt. Trời bỗng tối sầm, gió từ đâu ào ào thổi tới mỗi lúc một mạnh hơn, rồi thành cơn bão cuốn tất cả lên không trung. Lúc đầu là đồ vật, sau đó là con người bị cuốn bay. Những con ngựa già yếu lúc nãy giờ trở nên mập mạp lạ thường, và người đàn bà làm ngựa cũng bay lên với cổ xe rách nát. Bà ta cười, tiếng cười ghê rợn như mảnh vỡ mặt trời. Bà và cổ xe bay cao, bay xa, mỗi lúc một xa dần, và tiếng cười mất hẳn, chỉ còn âm vang vọng lại ở cuối trời quên lãng. Một cơn ác mộng hãi hùng. Annie giật mình thức giấc, nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt lụy phiền sợ hãi. Annie ưu tư nghĩ đến bố mẹ và ngoại, bà vú, tất cả đã yên bình nơi tuyền đài. Ngày mai trời vẫn nắng, gió vẫn hiu hắt ngoài kia, đó chỉ là giấc mơ. Âm thanh vang dội từ máy truyền thanh, người phát ngôn thông báo chuyến bay, mời tất cả khách làm thủ tục. Annie ngớ ngẩn. Trang định nắm tay Anna nhẹ nhàng bảo: "Chuyến bay sắp bắt đầu." Anna gật đầu cho biết là mình đã sẵn sàng. Không hiểu như thế nào mà An cảm thấy bàn tay Trang định mềm và ấm trong tay mình. Anna cố nắm giữ trong giây phút. Không lâu sau đó, Anna
lại cùng bay với ông Định trên chuyến bay dài. Khi máy bay hạ cánh ở một phi trường xa lạ, Anna bắt đầu thông báo phi cơ đang chuẩn bị hạ cánh, xin mời quý khách chuẩn bị. Phía bên ngoài trời chiều đẹp, nắng tím màu ở chân trời, gió lồng lộng. Bỗng dưng Anna nao nao có một điều khó hiểu. Đồng hồ trên tay Anna chỉ số 6 và số 12. Nam mỉm cười gật đầu, nói nhỏ như nói với chính mình: 0 giờ đêm nay đi London, thế là sắp đến thành phố hoa lệ sương mù. Không biết làm gì trong 12 giờ lưu trú tại đây. Giấc mơ buồn kia vẫn luôn ám ảnh. Âm thanh vọng ra từ một quán bar, điệu nhạc blues não nuột là đà quấn chân nàng, nghe sao như một niềm ưu tư vô vọng. Nơi phồn hoa náo nhiệt, nhưng lúc nào nàng cũng buồn, u uẩn ở tâm hồn, không biết ngày mai như thế nào. Anna luôn buồn vô cớ, nên đôi mắt đẹp của nàng lúc nào cũng ướt, làm cho bao người say đắm. Có người nói đùa tên nàng là Mỹ Lệ, tức là nước mắt đẹp. Nàng nghe và cười cảm ơn. Tuấn, một phi công trẻ đeo đuổi theo nàng. Có lúc Tuấn định cầu hôn, nhưng Anna khước từ, vì Anna biết Tuấn đẹp trai, ăn chơi sa đọa, không phù hợp với Anna. Rồi còn nhiều người nữa, nhưng Anna đều từ chối. Số kiếp hay sao? Hay nàng chờ đợi một điều gì? Điều này chính nàng cũng không trả lời được. Những vương vấn nặng trĩu, bao đêm nằm mơ, cưu mang bao điều dị mộng, lạ thường. Ánh sáng đủ màu khắp mọi nơi, Anna như lạc vào không gian nào ảo mộng, thiên đường. Về đến khách sạn, Anna cảm thấy lạnh và cô đơn, nhớ những ngày thơ ấu. Chiều buồn, chuông thánh đường âm u tan loãng trong không gian. Tượng Đức Mẹ Maria buồn thảm trên đỉnh bình yên. Nàng làm dấu thánh và đọc kinh cầu nguyện, xin Chúa sự an lành. Đồng hồ trên tường chỉ 11 giờ, tức là 23 giờ. Anna cần chuẩn bị ra phi trường theo đoàn bay đi London. Ngồi trên chiếc Airbus 320 đạt độ cao về hướng chân trời mới. Giờ là 4 giờ 30 sáng, gần như mọi người yên ngủ. Dân Định, phi công trưởng, không biết đến London ông nói gì. Khi gặp ở cửa buồng lái, gặp Anna, ông cười chào và nói: "Chúng ta gặp nhau sau chuyến bay." Anna suy nghĩ vẩn vơ, một ngày kia nếu không còn bay nữa, không biết có gặp Dân Định được hay không. Nhìn qua cửa kính trên thân máy bay, Anna thấy những ánh sao đêm lạ. Nàng đã từng bay đêm, nhưng hôm nay trời đêm sao đẹp quá. Ngoài không gian thiên thần đang nhảy múa lẫn trong những đám mây xám bạc, Anna cảm thấy nao nao, lo lắng vô cớ. Một điều gì đó thật mơ hồ làm cho nàng nghẹn thở, hơi hồi hộp, và nhớ lại năm nay mình đã 25 tuổi. Một vài đứa bạn thời trung học năm nay đã có gia đình và sự nghiệp, và lâu rồi nàng không đi xem lễ, cũng không vào nhà nguyện. Tiếng đàn dư cầm âm thanh réo rắt trầm bổng xa vắng, như một nỗi buồn năm tháng cũ. Ở phía cuối chân trời, không gian mờ ảo, hư hao, người con gái quỳ bên chân Đức Mẹ, cầu xin gặp lại đứa con thất lạc từ lâu. Bao nỗi buồn phiền u uất xô dạt người ấy, bao năm qua rồi, đường đi không đến, mông lung dài thăm thẳm. Trong một restaurant sang trọng, Dân Định ngồi đối diện với Anna. Anna rực rỡ dưới ánh đèn đêm, nhạc thật nhẹ. Ông mời Anna uống một ly rượu khai vị, và ông nói: "Ông xin cầu hôn với Anna." Anna không trả lời, lặng lẽ gật đầu. Ông lấy chiếc hộp màu đỏ trong túi áo veston, mở ra một chiếc nhẫn hộp xoàn 5 ly có vỏ bằng platin, và cầm tay Anna đeo chiếc nhẫn này vào. Góc độ nghiêng phản chiếu ánh đèn neon, chiếc hộp xoàn chiếu sáng. Anna cười. Ông Định rất vui và nhận lời cảm ơn của Anna. Một tháng sau, họ làm đám cưới tại Hồng Kông, đưa về Việt Nam sống trong ngôi biệt thự lộng lẫy tuy hơi cũ. Xung quanh có tường kiên cố bao bọc, bên trong có vườn hoa hồng đầy màu sắc, dọc theo bờ tường nhà những dàn hoa ti gôn phủ kín. Cuối chiều hoa rụng nhiều, những cánh hoa mỏng manh tơi tả bay theo gió. Anna nhìn và thương cho những cánh hoa mau tàn, màu sắc mau úa, cũng như đời một người phụ nữ chống phai mờ trong mắt ai đó. Vậy là thế nào? Thượng đế tạo nên vậy cơ mà. Thật khủng khiếp cho một kiếp người. Rồi đây và về sau này như thế nào? Có một điều nào đó mơ hồ Anna không hiểu được.
những giấc mơ liêu trai, mộng ảo, những suy tưởng chập chờn. Một ngày nào đó rồi qua, những năm tháng dài lại đến. Mưa gió, mùa đông, những ngôi mộ ngoài nghĩa trang Thiên Chúa, cây thánh giá lạnh buồn trong đêm vắng, một hai cô vũ nữ không nhà. Đường về quê bây giờ xa lắm, dĩ vãng chìm sâu vào ký ức. Đôi khi Anna cảm thấy cô đơn, nhìn cánh hoa ti gôn rụng, lại thương mình như cảnh báo một điều gì rất sớm. Bây giờ trẻ con chạy theo nàng khóc, hoa phượng rơi giữa sân trường vắng. Mùa hạ không có tiếng ve. Ở đây người ta trồng loài hoa lạ, nở toàn màu đen trong một không gian màu đỏ. Anna vẫn suy tư thẫn thờ. Từ ngày theo chồng về đây, cuộc sống có thay đổi nhưng không làm xáo động tâm hồn nàng. Cho đến một sáng thức giấc, sau một đêm đầy mộng mị, Anna lại nhìn thấy Paul. Một niềm ao ước ngập tràn, thỏa mãn với những rung động yêu đương, rồi cảm thấy sai lầm và tội lỗi, như một ý thức sai lầm, hành động vô thức, tự tại bản ngã. Mọi điều sâu kín ở tâm hồn, một dâng hiến và chấp nhận không hối tiếc. Niềm ân hận bắt đầu. Đêm qua nằm bên ông Định, nàng mơ thấy những con búp bê nhảy múa, ca hát, gọi tên nàng. Bọn nó gọi nàng bằng mẹ. Nàng vẫn biết nó là con nàng, nhưng không biết nó là con của người đàn ông nào. Sao nó giống Paul, đôi mắt to tròn, mũi cao, môi mọng đỏ, lúc nào cũng cười, ôm cổ nàng. Nàng ôm một đứa bé vào lòng, nhìn thật kỹ. Không thấy nét nào giống Paul, mà lại hao hao ông Định. Nhất là nụ cười trong đêm ông trao nhẫn đính hôn cho nàng. Trời, vậy là thế nào? Thế là sao? Có một âm vang vọng lại, nó là con, là đứa con mơ ước. Nàng nhớ lại lần đầu nhìn thấy Paul, nàng mơ ước có một đứa con trong tương lai giống Paul. Nàng nghĩ vì nó là con của ba Paul, không lẽ bây giờ là thật? Nàng bắt đầu suy tư, cũng có phần rai rứt ân hận. Ông Định trở người ôm hôn nàng. Giờ chắc nửa đêm, nàng chưa ngủ, nàng ý thức được bên mình là ông Định, chồng nàng. Nàng ôm ông Định mà cảm thấy hờ hững, lạnh lùng. Giờ ái ân nhạt nhẽo. Ông Định không biết, nàng cũng không để lộ chuyện không hưng phấn của mình. Rồi ông Định ngủ say. Lâu sau nàng cũng ngủ thiếp đi trong buồn phiền. Sáng thức giấc, nắng bên ngoài đã lên cao, tiếng chim hót vang ngoài sân vắng. Buổi điểm tâm hôm nay người phụ bếp mang lên chậm. Ba người ngồi uống cà phê. Anna ngồi bên ông Định, Paul ngồi đối diện. Hình như Paul không vui. Ông Định nói ngày mai ông phải đi xa khoảng 30 ngày. Vừa nhận được lệnh của cấp trên, Paul ở nhà với dì, chăm sóc dì, đừng để dì buồn. Paul vâng dạ. Ông còn dặn dò Paul nên đệm piano cho dì nghe, vì dì thích âm nhạc, nhất là nhạc giao hưởng. Vì ông biết Paul có năng khiếu về âm nhạc. Rồi ông nói với Anna, em ở nhà với Paul, nếu thấy buồn bảo Paul đưa đi chơi đâu đó hay đi nhà thờ, đợi anh về. Anna vâng dạ, gương mặt đượm buồn xa vắng, như một người vợ hiền ngoan vắng chồng. Nàng cũng không nói lời nào. Vốn dĩ Anna là người ít nói, thường biểu lộ tình cảm bằng cách nhìn yếu đuối. Anna nghĩ ngày mai chồng đi rồi, cuộc tình vụng trộm và tình yêu tội lỗi, nàng không đủ can đảm vượt qua. Trên gương mặt Anna nét u buồn phảng phất, sự giằng xé ở tâm hồn giữa lý trí, tình cảm và cả tâm linh. Những đứa trẻ thơ trong giấc mộng đêm qua, nó là con của nàng, nhưng là con của ai nữa, nàng không biết. Chính điều này làm cho Anna ưu phiền hối hận. Đêm nay Anna muốn nói điều gì đó với chồng, nhưng nàng không nói. Ngày hôm sau, Paul lái xe đưa ông Định ra phi trường. Ông Định vẫn dặn dò Paul chăm sóc Anna và nhắc nhở Paul lo học hành. Trưa hôm đó Paul gặp Anna ở phòng ăn. Paul vẫn lễ phép, nhẹ nhàng cư xử với Anna. Bữa cơm trưa xong, Anna vào phòng riêng thay bộ đồ khác, thì Paul đẩy cửa bước vào. Paul lao tới vồ lấy Anna như một con thú vồ mồi. Hai người ôm chặt lấy nhau, họ hôn nhau như chưa từng được hôn bao giờ. Ngoài kia nếu trời có sụp đổ, họ cũng không hay. Paul nói vào tai Anna, anh yêu em. Anna gật đầu, rồi họ ngã người lên giường, chiếc giường mà ông Định và Anna vừa ân ái đêm qua. Những đêm ân ái với Paul, có lúc Anna ân hận.
nàng nghĩ đó là sự lỗi lầm không ý thức. Thật ra lúc đầu nàng nghĩ nàng thích Paul vì thấy Paul đẹp, khỏe mạnh. Anna mơ ước một đứa con như Paul. Nàng lý luận vì nàng là vợ của Định, ba Paul, nên có một đứa con trai giống Paul là chuyện bình thường. Không ngờ Paul hiểu lầm và dẫn đến mọi việc ngoài ý muốn. Vì Anna là người yếu đuối về tình cảm, và hơn nữa điều kiện thuận tiện, không gian, thời gian và hoàn cảnh, tâm lý, tình cảm làm cho Anna không cưỡng chế mình. Còn Paul, một thanh niên khỏe mạnh đầy sinh lực, làm sao Anna ngăn cản được. Vì thế nên có giây phút yếu lòng không kiềm chế được. Ông Định vắng nhà gần 4 tuần. Một buổi sáng thức giấc, Anna cảm thấy choáng váng, nôn ói. Nàng đi vào toilet và sau đó bình thường. Rồi những ngày hôm sau vẫn diễn ra như vậy. Trong người hơi mệt mỏi, Anna cảm thấy lạ, biếng ăn. Ban đêm lại thích có Paul, mặc dù nàng cảm thấy có phần ân hận. Anna cảm thấy lo sợ. Một ngày nào đó mọi việc phơi bày, hai người kia bỏ nàng ra đi, và nàng sẽ sống như thế nào trong ngôi nhà này? Một cuộc đời đơn độc đầy tội lỗi, chưa có gì rõ ràng, chỉ là các triệu chứng hay hiện tượng biến đổi trạng thái, tâm trạng. Nhưng sự dằn vặt tâm lý phần lớn làm cho nàng buồn, lo âu, khắc khoải, mơ hồ, vừa ao ước, vừa ưu phiền, không biết thế nào. Ngày mai, ngày kia, khi gặp Định, nàng sẽ nói gì? Và chắc là không nói gì với Paul. Nàng nghĩ mặc dù Paul có thể là tác giả, điều bất hạnh nào nếu có, chắc là nàng xin nhận chịu hoàn toàn. Niềm hối hận ăn năn bắt đầu từ khi một buổi sáng thức giấc thấy mình choáng váng, nôn ói. Nàng biết đó là hiện tượng. Rồi ông Định về. Khoảng trưa ngày ấy, ông vui vẻ nắm tay Anna. Anna vui mừng, bớt ưu tư. Sau buổi cơm tối bình thường, Paul mở các đèn ngoài sân. Anna vào toilet. Ông Định nghe tiếng nàng nôn ói. Ông vào phòng ngủ. Chiếc ráp trải giường xốc xếch, có vết loang màu cáu bẩn cũ. Dưới gối là chiếc áo lót của Paul. Ông giật mình, suy tư, rồi im lặng. Nỗi niềm nào đó dâng lên rai rứt, bực dọc, giận dữ, nhưng ông kiềm chế được. Vì dù sao, ông Định là người đàn ông đứng tuổi. Hơn nữa tính ông trầm tĩnh, ít nói, cho dù là việc gì. Và ông cũng là người trí thức, rất trọng danh dự, thường không để cảm xúc trước một đối tượng nào, cho dù đó là ai, việc nghiêm trọng đến thế nào. Nhưng việc này quá lớn, và bất ngờ khi ông phát hiện. Ông suy nghĩ, ông phải làm sao? Mọi việc đã xảy ra, và ông tự cho rằng mình có một phần lỗi trong việc này. Bởi vì Anna còn rất trẻ đẹp, Paul là một chàng thanh niên vừa mới lớn. Cánh cửa phòng mở, Anna bước vào. Nàng nhìn thấy Định thờ thẫn mất hồn. Định bình thản hỏi Anna, em không được khỏe phải không? Anna gật đầu cười buồn, hơi ngượng. Anna thấy ông Định nhìn tấm ráp trải giường. Nàng bối rối, tự trách mình vô ý không thay tấm ráp khác. Nhưng bây giờ đã muộn. Ông Định bảo Anna kêu bà Yano thay ráp và gối trong phòng ngủ. Anna vâng dạ. Đêm ấy cả hai không vui khi gặp lại. Sau một khoảng thời gian vắng nhau, ông Định hôn Anna hững hờ, rồi xoay mặt qua chỗ khác kêu mệt. Anna im lặng, biết là chồng đã hiểu. Và sau đó là những đêm ái ân lạc lẽo hững hờ của hai người. Ông Định và Anna đều biết rõ qua trạng thái của nhau, nhưng không ai nói với ai điều gì. Bây giờ chỉ còn là tâm trạng chán chường, u uất. Mỗi người suy tư về một hướng. Anna luôn luôn tôn trọng và yêu thương chồng, không bao giờ muốn xa chồng hay mất chồng. Nàng khao khát có một đứa con trai đẹp, khỏe mạnh, thông minh như Paul. Và nàng biết điều này thực hiện được. Nó giống Paul vì nó là em của Paul. Có gì lạ? Nhưng giờ thì không đúng vậy. Vì sao? Nghĩ đến đây nàng khóc, im lặng khóc. Khóc cho một ngày mai, khóc cho tương lai không đợi, khóc cho những gì nàng không giải thích được. Khóc cho một sự thật phũ phàng, ngang trái. Vì đâu? Vì đâu? Nỗi oan khiên, sự ân hận và hối tiếc, sự dày vò đau khổ im lặng trong đêm. Thế rồi nàng cũng thiếp đi và mơ thấy dòng sông lớn, tàu thuyền tấp nập, chiều xuống có tiếng ai hát trong đêm.
Trăng bắt đầu lên, những người hành khất rách rưới, đói khát xin ăn. Có đứa nhỏ đang bò trên đất ôm chân nàng và gọi nàng là mẹ. Anna nhìn đứa bé ốm yếu, dơ bẩn, nước da trắng xanh xao vì suy dinh dưỡng. Nhưng lạ, gương mặt, hai mắt, sống mũi, trán rộng, miệng lúc nào cũng cười. Anna nhìn một lúc thấy sao nó giống ai đó thật quen, thật thân. Nàng rùng mình, dường như có lúc gương mặt nó giống Paul. Nhìn kỹ hơn nó lại giống Trăng Định. Anna thảng thốt la lên, Chúa ơi thế nào đây? Ông Định giật mình quay qua Anna và hỏi, em mơ? Anna chưa tỉnh hẳn, vẫn còn ám ảnh bởi giấc mơ. Anna nói, có khi nào nó là con của anh không? Bất ngờ ông Định hỏi, em nói gì? Anna tỉnh giấc trả lời, chỉ là giấc mơ. Ông Định cảm nhận một điều gì đó, ông buồn phiền an ủi Anna, ngủ đi. Nhưng thâm tâm ông nghĩ, có điều gì đó oan nghiệt mai sau. Mỗi người suy tư theo một chiều hướng riêng của mình. Thật tâm ông Định không muốn làm tổn thương con, vì con còn thơ dại, nông nổi. Mọi việc buồn phiền nào ông nghĩ ông sẽ nhận lãnh để cho con yên lành. Ông yêu con, ông đã từng hy sinh năm tháng dài cho con được trọn vẹn tình cảm của ông. Không lẽ bây giờ? Nhưng sâu thẳm tâm hồn ông yêu Anna, ông không muốn mất Anna. Ông nghĩ Anna là mãi mãi của ông. Bây giờ trong ngôi biệt thự này, ông bị phân lập tư tưởng. Trời Đà Lạt sắp vào thu, se se lạnh. Ông kéo tấm chăn đắp cho Anna và cho mình. Ông mở mắt nhìn Anna, rồi nhìn lên trần nhà. Anna vẫn thiêm thiếp ngủ. Một lúc sau Anna giật mình kêu ú ớ. Định thở dài não nuột. Ngày mai, ngày mai. Mùa hạ nắng chói chang qua rồi. Một buổi sáng giao mùa, màu thời gian ảm đạm. Cánh cửa sổ mở, gió từ ngoài hành lang lành lạnh thổi vào, mang theo mùi thơm hoa hồng. Ở cuối vườn làm cho tâm hồn của người phụ nữ ưu phiền trùng xuống. Giấc mơ chập chờn hư ảo đêm qua, những màu sắc lung linh huyền mộng, gợi lại một nỗi buồn xa vắng, ưu tư từ tâm thức. Thôi hết, tôi xin giả từ em. Em đến và em đi, mang theo cuộc đời tôi. Giờ chỉ còn là dĩ vãng của tương lai, hư huyền mang mang sầu, gọi mãi tình yêu. Tôi yêu em, hay em yêu tôi, hay không là gì cả. Tất cả chỉ là phù phiếm điêu linh cho đổ vỡ một thiên đường huyền niệm, khung cửa hẹp không bao giờ tôi và em qua được. Chúng ta quằn quại trong dũng lầy nhục dục, chỉ còn là sám hối và ăn năn muộn màng. Nhưng điều tốt đẹp nhất xin mình tôi nhận chịu, không hối tiếc, không ta thán giận hờn. Tôi chỉ gọi tên em trong những ngày buồn hoang vắng. Tôi gọi tên em như con thú bị thương gọi chiều, khi hoàng hôn dần khuất. Tiếng gọi đau thương, não nùng, ai oán, thê lương, sầu thảm, tan vào không gian mịt mù đầy bóng tối. Ngày qua ngày, âm thanh âm gian dội lại từ xa, như tiếng em trả lời, hay là tiếng của loài yêu ma nào. U uất dỗi hờn gọi hồn tôi từ cõi vô miên quay về vùng kỷ niệm. Một đêm em với tôi, tháng ngày hoang đường tội lỗi luyến tiếc, chìm sâu vào dĩ vãng, như từ đáy vực sâu van xin cầu cứu. Nhìn lên trời xanh thăm thẳm, mây trắng bay về miền ảo viễn. Chim bao ngày qua ngày chậm buồn mộng mị. Tôi chờ đợi gì, nỗi rai rứt dày dò, phiêu linh ảo ảnh, tâm hồn cô quạnh điều hiu bên bờ vực thẳm vô thường. Hàng mi khép lại, mười đầu ngón tay vẽ lên bức tường ảo tưởng những hình ảnh miên thường, vô định, nghiệt ngã của một đời người. Paul đã đi rồi, ông Định sẽ về. Chiều chiều từng đàn chim di trú bay về phương Nam, trên đỉnh trời cao gọi nhau buồn thảm. Hình như Anna sợ một điều gì, thật mơ hồ. Chiếc áo lạnh khoác hờ trên vai, mặc dù trời chiều đang nắng. Người gia nô lướt nhẹ ngoài hành lang vắng. Chuông nhà thờ vọng lại từ một nơi nào xa lắm, u buồn diễn mộng. Chúa vẫn bình yên, nhìn xuống nhân gian bao nỗi muộn phiền. Anna chắp tay xin người tha tội.
Đồng hồ buông những âm thanh lỗi nhịp rời rạc tan vào không gian hoang lạnh. Bất giác Anna rùng mình suy tư. Hình ảnh xa vời không hình thức, có lúc muốn trốn chạy về miền dĩ vãng thâm sâu ngày thơ ấu. Có lá rơi ngoài sân vắng, tóc ngoại bạc, môi mắt u hoài của mẹ. Ngày cha chết, bà vú nuôi giờ không còn nữa, bao nhiêu ưu phiền nuối tiếc. Hoa ti gôn rụng tím con đường thơ mộng, sương mù mờ đục lãng đãng chân trời. Bâng khuâng niềm ưu tư tuyệt vọng, đôi khi trở nên lạc lõng, bơ vơ, xa lạ với chính mình. Ngoài kia trời Đà Lạt vào thu thật buồn, gió miên man qua miền hư ảo. Anna giật mình nhìn nắng chiều vàng úa ngoài sân, cảm thấy lạnh và hơi sợ một điều gì vô nghĩa, mơ hồ hình bóng tha nhân. Hè sắp hết, Paul trở về trường để tiếp tục việc học. Ông định theo đoàn bay dài ngày. Anna ở nhà một mình, không gian yên lặng. Các phòng trong biệt thự trở nên xa lạ với nàng, và nàng cảm thấy như địa ngục. Không hiểu như thế nào, sau này mỗi lần Anna trong vòng tay của Paul, Anna thích Paul hơn. Cho nên cả Paul và Anna thường trộm lén gặp nhau. Nhưng có lúc Anna gần như mất ý thức khi ân ái. Anna chìm sâu vào hôn mê và để cho Paul thỏa mãn. Còn nàng vô cảm và gấp gáp sợ một điều gì đó vĩnh viễn. Cảm tưởng có lúc thật, có lúc mơ hồ, nên tinh thần nàng luôn luôn mất ổn định. Suy nghĩ mãi về một ngày nào đó cả hai không nhận biết là ai. Nhưng nàng có thể biết, và chỉ một mình nàng biết, nỗi ưu tư, ân hận, dày vò. Và cả ba người, chắc là họ gần giống nhau cùng tâm trạng, mỗi người suy tư một khác. Ông định thương con, không muốn con tổn thương, đau khổ về tâm lý, rồi sa sút việc học. Nhưng ông không thể không ghen tuông, giận hờn việc mà ông biết, vì ông rất yêu vợ. Tâm hồn ông định lúc nào cũng bị rai rứt, giằng xé giữa lý trí và tình cảm. Một là tình cảm thiêng liêng, hai là tình chăn gối. Hy sinh cho nhau vì ông đã hy sinh suốt mấy chục năm. Tâm lý ông có lúc hoảng loạn, ông cố cam chịu, không thổ lộ cho ai biết, kể cả Anna và Paul, là hai người yêu thương nhất trong đời ông. Tâm lý không ổn định, diễn biến sự việc theo chiều hướng không lối thoát. Có lúc ông trở nên trầm cảm, mệt mỏi, ban đêm ưu phiền không ngủ được. Đôi khi ông có ý định thoát ly bằng một giải pháp nào đó cho chính mình, rồi chán nản bắt đầu. Bao ưu tư dày vò, tinh thần suy sụp dần. Ông lo sợ một điều gì đó không hình thức, như trong gia đình và trong đời sống lại xuất hiện một nhân vật gây mặc cảm cho mọi người, yêu thương và hờn oán. Nhưng cả ba đều là trí thức, nên họ ý thức rất rõ về những điều gì đó, và họ cố tránh né. Quái oăm biết làm sao được, sự thật vẫn là sự thật. Anna lo buồn, suy nghĩ nhiều, vừa ân hận ưu phiền miễn cửa theo ngày tháng. Ngày dài cứ trôi qua, biết rõ là mình đã có thai và phải nói như thế nào với ông Định. Tuy ông Định không để lộ ý nghi ngờ nào, nhưng Anna biết. Hơn nữa Anna là người hiền lành, tôn trọng sự thật, không giả tạo, không dối trá. Anna suy nghĩ nói gì với ông Định khi ông Định trở về. Nàng lại nhớ giấc mơ đêm nào và tự hỏi nó là con của ai. Anna khóc, không muốn rời xa đứa bé. Anna tự nhủ, nó vẫn là con của Anna. Anna yêu thương nó như yêu thương tình yêu không đợi. Nó vô tội, tội lỗi này do nàng và chỉ một mình nàng nhận chịu. Bây giờ Paul đã về trường, ông Định vẫn bền bồng trên phi cơ. Còn lại mình Anna ngồi đây ưu phiền nghĩ về tương lai đen tối không lối thoát. Có lúc nghĩ đến giải phóng tâm hồn, mệt mỏi ở cả thể xác và tâm linh. Có lúc nàng không đủ sức chịu đựng, suy nghĩ một điều gì đó mơ hồ để thoát khỏi, nhưng làm sao? Mọi điều suy nghĩ mãi vẫn bế tắc. Rồi đây ông Định sẽ về. Đối diện ông Định, Anna phải nói gì? Tại sao? Anna nghĩ chính mình đã làm cho mình bế tắc, tự trách mình và dày dò tinh thần. Anna suy sụp, nàng ít ăn ít nói, ngủ là chiêm bao. Bây giờ Anna sợ điều gì đó mơ hồ lắm. Nàng tự hỏi không biết ngày mai như thế nào. Nàng luôn âm thầm nhận thấy mình tội lỗi. Thực ra cả ba người đều bị lương tâm dày vò, giằng xé, mâu thuẫn, tranh luận và kết luận trong tư tưởng.
nhưng thầm lặng. Anna suy nghĩ không biết giờ này Paul có nghĩ gì không. Nếu mai kia có sự mất mát nào đó, Paul có buồn không? Ai hiểu được. Anna và Paul đang đứng trên hai trục đối xứng. Ông Định là người thứ ba đau khổ. Tương lai còn lại, ngày sau, ông Định và Paul, năm tháng dài vô tận. Có thể Anna sẽ không có mặt trong đời sống của hai người. Quá đau khổ, Anna khóc một mình. Không hiểu tại sao Anna nhớ mẹ, bà ngoại, bà vú nuôi ngày nào. Tất cả chỉ còn là quá khứ buồn, xót xa và ân hận một điều gì đó. Phút giao mùa, thời gian như ngừng lại. Đàn chim di trú bay đi, rời xa phương Bắc vào Nam khắc khoải gọi nhau. Răng Định trở về, taxi đổ trước cổng. Chiếc vali lớn được người Gia Nô kéo trên đường sỏi vào nhà. Tay ông xách Samsonite, màu đen như thường lệ. Anna đón ông ở sảnh lớn. Ngôi biệt thự gần trưa thật yên lặng. Ông Định cười nắm tay Anna. Ông hơi xót xa khi nhìn thấy Anna xanh xao, gầy, đôi mắt trũng sâu u uẩn. Ông nghĩ Anna buồn. Anna nhẹ nhàng nhận chiếc Samsonite từ tay ông Định đi vào phòng ngủ. Định ôm hôn Anna. Anna cũng hôn ông trong nỗi buồn phiền. Nhạc ở ngoài phòng khách ai mở du dương. Anna lại cảm thấy buồn. Sau đó âm thanh mạnh hơn, điệu disco do một ca sĩ da đen nào đó hát, gào thét điên cuồng. Rồi tiếng kèn saxophone và Whitney Houston hát một điệu nhạc ra Crazy Love mà nàng thường nghe trên phi cơ lúc đang bay. Tất cả giờ là kỷ niệm. Bỗng nhiên Anna nhớ quay quắt về những ngày xưa, từ thời thơ ấu đến những năm tháng mơ mộng, rồi bao nỗi ưu phiền trong cuộc đời, ngày tháng không đợi, niềm tủi hận, tâm trạng tuyệt vọng, những âm thầm đau khổ, ăn năn về sự lầm lỗi và cuối cùng nàng muốn giải thoát. Anna nghĩ đó là giải pháp tuyệt vời nàng phải chọn. Đêm tối nằm bên ông Định, Anna nghĩ vậy. Và ngày mai không còn nữa. Nàng ngồi dậy ra ngoài lấy tờ giấy trắng viết mấy dòng, rồi lại vào phòng ngủ, lật sắp tờ giấy bỏ lên bề mặt chiếc gối. Một lát sau Anna đi ra ngoài. Không gian khoang lạnh, mưa phùn bay bay trong gió. Lúc nửa đêm, một vài ánh sao khuya cô đơn hiu hắt ở cuối chân trời. Mơ hồ âm thanh lạ không hiểu được. Gió miên man qua miệng diễn ảnh, gợi sầu, bao nỗi ưu tư phiền muộn. Trong tâm hồn mê lộ, từ dĩ vãng buông trôi, hình bóng cũ xóa mờ năm tháng. Thời gian không đợi, ảo ảnh nhạt nhòa, phai tàn quá khứ. Hình như Anna nắm tay Paul bay về miền ảo vọng. Tà áo trắng cuốn theo gió, lẫn vào mây. Họ nhìn nhau cười, âm thanh đủ cho hai người cảm nhận được những ngôn tình yêu dấu. Mây vẫn bay bình bồng và trôi chậm dưới chân trời. Họ dìu nhau lên thiên đường, nơi bình yên của Chúa. Ở đây, tình yêu mãi mãi. Cũng có tiếng gọi từ xa, không biết là địa ngục hay tâm hồn thiên di, mù quáng ly viễn, mơ hồ trong không gian, thâm thẳm xa vời. Từ vũ trụ trời đầy sao sáng rực rỡ, bỗng dưng Anna lạc mất Paul. Trong giây phút phân ly chìm sâu nơi địa ngục, tràn ngập bóng tối âm u. Rồi một buổi sáng không thấy mặt trời, gió lạnh hiu hắt từ xa, đổ về mênh mang. Sầu rơi trên tóc Anna, chiếc cặp da màu nâu, tà áo dài màu trắng. Mưa phùn lãng đãng bay, bầu trời ảm đạm u hoài. Tiếng kèn sang tiết học muộn buổi trưa nửa vời. Anna giật mình cảm thấy một điều gì đó xa rời sự thật, như giờ này sao mình còn đứng đây, lạc mất đường vào lớp. Tất cả nam nữ đang học ở các phòng, họ học môn gì? Một lớp thầy đang giảng bình luận, đoạn văn giấc mơ hư ảo. Đây có phải là đoạn triết phân tâm học ở lớp đệ nhất ban C, chủ đề mộng du, viết về câu chuyện thần linh huyễn ngã của hai người yêu nhau tại một ký túc xá nào đó? Ngày xưa tôi biết, nhưng bây giờ tôi quên, không còn nhớ rõ. Ký túc xá ấy của Thiên Chúa giáo. Tại nơi đây có hai dãy nhà cao tầng đối diện, kiến trúc theo kiểu cư xá của Pháp. Hai đầu ngang cũng đối diện. Đây là phòng học, như vậy lập thành không gian chữ U. Ở giữa là sân trường rất rộng, nhưng có tường cao ngăn cách. Nam sinh và nữ sinh thành hai khu riêng biệt, không thể nào gặp nhau. Hai mặt ký túc xá có hành lang rộng, dài hun hút. Đối diện ngăn cách bởi khoảng sân rộng như một dòng sông vắng.
Nhiều đêm trăng khuya lên muộn, gió và hơi lạnh mênh mông phủ đầy không gian huyền vi, âm thanh mơ hồ yêu ma u uất tự tình như hồn ma nào tình tự trong đêm vô thức điêu tàn. Nỗi oán hận căm hờn tiếc nuối than vãn một ngày không gặp nhau. Đó là câu chuyện quan đường thần thoại, một thời kỳ không còn ai nhớ rõ. Họ chỉ kể cho ai chưa biết để biết về ký túc xá này. Người ta kể bằng trí nhớ và sự tưởng tượng. Theo thời gian, nghi án không lưu trữ hồ sơ, vụ án không dấu tích và hình ảnh. Cứ tiếp nối dài dòng, ai nghe được câu chuyện này cũng sợ và cảm động. Nhưng còn tùy thuộc người kể. Có thể chuyện hoang đường mà người nghe rất thích. Đó là những đêm trăng sáng ở sân trường vắng. Ánh trăng bàn bạc hoang du, rờn rợn yêu ma, khuất lấp một góc trời nào đó, mơ hồ ảo ảnh bóng hình. Một hình bóng đi qua hành lang, đi đến cuối rồi quay ngược lại, cứ như thế nhiều lần, rồi vào phòng khép cửa và ngủ bình thường. Nhiều đêm trôi qua như thế, hình như người ấy tìm kiếm một ai, một điều gì, hay là hẹn hò chờ đợi. Điều này không ai biết được. Chỉ biết là vào lúc trăng khuya hay nửa đêm, có người bỏ phòng ngủ đi ra ngoài hành lang, đi vô hồn ngơ ngẩn như thế. Đó là hiện tượng vô thức từ tâm thể, giải thích theo phân tâm học. Về sau các bạn kể cho nhau nghe và bắt đầu chú ý, tại phòng ngủ D2 ký túc xá có một học sinh nam có biểu hiện lạ. Đó là mỗi chiều sau bữa cơm tối, Jack thường ra hành lang đứng lặng hàng giờ, nhìn mông lung qua hành lang bên đối diện, mãi cho đến tối không còn thấy gì mới vào phòng. Lâu ngày các bạn cũng phát hiện được hành lang bên kia cũng có người con gái đứng nhìn đắm đuối qua bên này. Có lúc họ ra dấu bằng tay như trao đổi một điều gì, không ai hiểu được. Hiện tượng ấy lặp đi lặp lại qua từng chiều như một điệp khúc. Tất cả học sinh lưu trú đều biết việc này. Có một hôm học sinh kể cho Jack nghe chuyện đêm hôm có người mở cửa đi ra ngoài hành lang, lang thang rồi vào phòng ngủ. Jack ngạc nhiên và hỏi, sao vậy? Vậy là anh ta không hiểu gì hết về hiện tượng ban đêm mình thường đi ra ngoài và vào ngủ như các bạn đã biết, cứ lặp đi lặp lại. Đã đến lúc thầy giám học biết được và báo cáo cho ông tổng giám mục, quản trị trường và khu nội trú. Ngài tổng giám mục tiếp nhận bí mật theo dõi. Ông đã chứng kiến mọi việc xảy ra như đồn đoán, nhưng ông nghĩ đó là hiện tượng mộng du, không có gì trầm trọng trong đời sống. Đó là một loại bệnh thần kinh, cũng có thể xảy ra một tỷ lệ rất thấp, không đặc biệt. Ông lý luận như vậy, nếu việc này không có gì thay đổi. Không ngờ một đêm trăng thượng tuần, sáng rực rỡ, ông nhìn rõ người nam sinh có hành động lạ. Hai bàn tay ra dấu chồm người lên, nhoài người nhìn qua phía bên kia, phía đối diện ở một khoảng cách lờ mờ của hành lang nữ. Một nữ sinh mặc nguyên bộ đồ trắng, tóc xõa dài đứng run rẩy nhìn qua phía bên này như mời gọi. Tại đó có một dây cáp điện truyền điện từ bên này qua bên kia. Người con gái ra dấu như muốn gọi mời, hãy đi qua đây trên dây cáp điện ấy. Như hiểu được ý người con gái, người nam bắt đầu leo lên lan can, bước chân xuống dây cáp điện và đi qua bên kia. Không gian miền ảo tưởng, hai người gặp nhau mừng rỡ, ôm hôn tha thiết như chưa bao giờ từng được hôn nhau. Trong giây phút họ chia tay, và cứ thế, hàng đêm có chăng là họ gặp nhau. Ngài tổng giám mục ngạc nhiên và không bỏ sót một đêm nào. Ông cảm nhận được điều siêu nhiên, thần giao cách cảm. Thực ra ông có hiểu điều này vì ông là một triết gia khoa thần học, nhưng ông chỉ hiểu về mặt lý thuyết hoặc trong kinh thánh, chưa thực thể hay chưa chứng kiến sự kiện thiên phù huyền niệm bao giờ. Tất cả mọi việc đều do Chúa và từ Chúa mà nên. Những điều ta chưa hiểu được, đó là điều của Chúa. Nhưng lạ, hôm nay khi hai người gặp nhau, cha nhìn thấy họ khóc như một sự chia ly, ly biệt. Cha không hiểu vì sao. Ngoài sân trường, trăng nghiêng dần về phía chân trời và ánh trăng không sáng tỏ như mọi hôm. Có lúc màu trăng đỏ như máu đổ xuống sân là dòng sông chết, không một gợn sóng. Vì giám mục miên man suy nghĩ, nam sinh đã quay trở về gần nửa đoạn dây cáp điện. Trước mặt trời bỗng dưng tối sầm, sấm chớp rền vang, một tia chớp sáng lóe sét đánh ầm ầm. Cha thảng thốt kêu, Jack. Bóng đen từ trên dây cáp điện rơi xuống sân cách khoảng chừng 30 mét.
tính từ mặt đất. Sáng hôm sau, người tùy phái vệ sinh sân trường thấy xác một nam sinh nằm chết dưới bậc xi măng cột cờ, miệng đầy máu. Từ đó và về sau là hình bóng trừu tượng, mơ hồ, ám ảnh trong tiềm thức vô nhiên của nhiều thế hệ học sinh ở trường này. Câu chuyện gần như tan trong không khí. Kèn tan trường vang lên, tất cả các lớp học, học sinh tràn ra sân. Mỗi lúc một đông, toàn là nữ sinh. Họ mặc áo dài trắng, quần trắng, cặp nâu ôm trước ngực, tóc dài xõa vai, dáng mảnh khảnh, mắt to tròn, môi mọng đỏ. Thoạt nhìn họ giống nhau, rồi lại giống ai đó. Sao lạ vậy? Một thoáng mơ hồ, Anna cảm thấy họ chính là mình và mình chính là họ. Lạ lùng, giống nhau không phân biệt được, như hai chị em sinh đôi, như sản phẩm rút ra từ một khuôn ở nhà máy công nghiệp. Trời ơi, sao thế này? Anna sợ hãi, thảng thốt, kêu khẽ, tuyệt vọng. Hư ảnh đó chính là hình bóng của mình hay của tha nhân thánh thiện nào? Anna nhắm nghiền mắt, không dám nhìn đám nữ sinh giống mình. Rồi mưa phùn gió lạnh, trời trở nên u thẳm, ảm đạm. Cả đám nữ sinh kia tụm lại thành vòng tròn vây quanh Anna, la hét ồn ào, loạn cả sân trường. Một lúc sau tất cả cùng bay lên, Anna cũng bị hút theo và bay lên. Những tà áo trắng phất phới bay trong gió, phù ảo giữa không trung, trong một khoảng không gian hoàn toàn màu trắng, như một rừng bông tuyết trắng xóa ngập trời. Họ đang bay về một ngôi sao nào xa xăm vô tận, nơi thiên đường, hay bay về vùng viễn mộng trắng cả bầu trời. Mẹ đánh thức Anna dậy ăn sáng và đi học. Ngoài kia vẫn mưa phùn giá lạnh. Anna dậy muộn vì đêm hôm thức khuya. Khi ngủ mộng mị vô thường, thấy mình quá thành loài chim huyền thoại đậu trên cây hoa vàng và hót. Tiếng hót lãnh lót vang xa, hót mãi không ngừng. Hót cho một lần rồi thôi, rồi chết. Như chuyện cổ tích của ngàn năm trước, có một loài chim hót để chờ hoàng tử, nhưng hót mãi mà không thấy hoàng tử đến. Chim buồn tuyệt vọng rồi chết. Về sau này, nhân gian lấy câu chuyện truyền thuyết quan đường ấy viết thành văn chương, chuyện tình buồn không đoạn kết. Giấc chiêm bao dường như vẫn còn ám ảnh suy tư giữa nỗi buồn năm tháng trôi qua. Bóng hình mơ hồ ảo ảnh làm cho Anna sợ. Đường đi học lạc mất, quên lối về. Tâm trí vô thức, thầy cô giáo bạn bè không nhớ mặt hoặc tên, năm học nào, làm cho Anna không còn kỷ niệm. Thời gian như ngừng lại, không gian vô ngã. Nước mắt nhạt nhòa qua hàng mi, mờ khép dội, mộng mị điên cuồng. Hình bóng ai mơ hồ ảo ảnh, gió dùi dặt, hắt hiu miên man, từ miền ly viễn xa xăm nào, tuổi hờn tâm tối, dưới vực sâu gọi hồn ai quán. Chiều xuống chậm, đôi người qua phố, mây trắng bay trên đỉnh trời cao, tầng mây thấp là đà, quấn vào tà áo dài hư ảo lam màu. Anna giật mình, có mèo mung ngoại nuôi từ nhiều năm trước, nó uống mình cọ vào chân kêu ngao ngao từng tiếng một, im lặng, thật buồn. Mẹ vẫn ngồi bên cửa sổ, nhìn mông lung. Bà vú nấu một vài món ăn, tóc ngoại bạc xõa dài trang nhã như mộ thiên hà, trắng xóa. Nhưng có một điều gì đó sao thấy thật buồn, mênh mông vô tận, rủ xuống từ luân quán kiếp nào, ai hiểu được. Rồi ngàn năm sau nữa, mưa sầu kỷ niệm, miền xa xôi u quốc muộn phiền, gió buồn bay tóc ngoại. Mẹ và Anna cùng con mèo mung già nua theo năm tháng, sống êm đềm thương yêu. Mẹ vẫn thường chải tóc cho ngoại. Ngoài hành lang vắng nắng vàng trên lá, hoa hồng đỏ thắm một góc sân, vài con bướm bay nhẫn nhơ hút mật. Anna với tay bắt một con, nhưng trượt chân rơi xuống bể cá. Bể cá nhỏ bé bỗng dưng sâu và rộng như biển hồ, nước trong xanh mát lạnh. Anna chới với chìm dần xuống đáy hồ mất hút. Mặt hồ phẳng lặng trở lại, gần gợn rong rêu. Ngoại vẫn ngồi im lặng như pho tượng. Gió và mưa bao phủ xung quanh chỗ ngoại ngồi. Một vài chiếc lá rơi theo gió, lảo đảo trong không gian chiều thinh vắng. Có tiếng ai hát và chuông giáo đường điểm. Một ngày đã hết. Bóng tối tàn phai, nhạt nhòa trên khung cửa nhỏ. Chưa thấy mẹ về, ngoại ngồi đợi, hai mắt mờ đục liêu trai. Đàn chim di trú bay đi,
mùa sau sẽ trở lại như một điệp khúc vĩnh hằng, cho ngàn năm nối tiếp hợp tan, ly biệt diễm ảo, phiêu miên vô tận, cùng khánh trùng vô nhiễm ở thiên đường. Dường địa đàng khuất lấp, mê hoặc nhân gian, khung cửa hẹp mở rộng, thiên sứ vội tan ở giấc mơ hư ảo. Bâng khuâng, một điều vô nghĩa, hoa nở rực rỡ khắp nơi, bụi dạ vũ miên trường. Anna ngồi im lặng trong bóng tối, chập trùng bao phủ, hoài niệm. Giấc mơ buồn gợi lại niềm hối tiếc triền miên. Quá khứ đã qua như một đoạn buồn năm tháng, bây giờ gặp lại, nhìn nhau xa lạ, khắc khoải đợi chờ âm vọng từ mắt môi người cũ. Gió ngựa lạc mất yên cương, mỏi mòn chờ đợi như một định mệnh buồn. Ngày tháng cứ qua dần, mùa thu vàng úa nơi chân trời, những cánh chim lạc loài bão tố chấp chới bay trong gió. Đêm thật lạnh, mùa đông đến sớm, tiếng gọi buồn qua mộ vắng, âm thanh lạc mất hư vô. Tất cả giờ là kỷ niệm khó quên, phôi pha cho năm tháng dài định mệnh. Có tiếng gọi của ai xa lắm, tôi trở về từ địa ngục thâm u, mơ hồ ảo ảnh. Mẹ vẫn ngồi đợi ba bên bục cửa, sao không thấy ba về. Gió từ miền xa xôi, qua không trời vắng, nắng hắt hiu buồn. Mưa bay hờn tuổi, gợi lại bao điều mộng mị thời gian. Những con đường vắng, những dãy nhà nghèo sơ sát chênh vênh ngoài xa lộ. Tôi liên tưởng vậy là biểu tượng, bán phần nhân cách, gắn bó, khuynh hướng tự nhiên của con người với nội tại hay ngoại thể, để được thỏa mãn những nhu cầu của mình bị ức chế tâm lý hay tự do phát triển. Đây là khái niệm quan trọng nhất trong lý thuyết phân tâm về các mối quan học biểu tượng, một điều khó hiểu rắc rối từ tâm thức yêu thương, giận hờn, mâu thuẫn, giả tại. Có khi là u mê, mộng ảo, phiến diện ở một phần đời mê lộ, đặt các đối tượng nhập nội gắn liền với những cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực, mạnh mẽ và ảnh hưởng đến khả năng liên hệ những người xung quanh, giữa một đám đông xa lạ nhưng cảm thấy không lạc lõng vì trạng thái tâm lý chủ thể duy trì được biểu tượng toàn phần. Như đêm qua nằm ngủ và mơ, một giấc mơ dài, sáng thức dậy kể cho mẹ nghe, đường đi không đến, kiếm tìm mãi một lối về trong mộng. Ảo ảnh trăng rụng sao rơi ở một phương trời không thực. Mẹ cười vuốt tóc Anna rồi nắm tay đi vào giáo đường. Chuông giáo đường đổ từng hồi gọi mời trong không gian tím màu hoàng hôn nhạt nhòa, gió nhẹ và mưa bay. Anna lại đi trong mưa bão trở về, không gian ướt át, đường đầy sình lầy, bóng hình ai đó cũng đồng hành lạ. Tại sao? Có ai đó đi trong lúc này hay là bóng của chính mình phân lập dưới ánh đèn đường, mường tượng hoặc ánh trăng huyền ảo, quyền phù giữa không gian tâm tối mịt mùng? Hình như Anna đã về đến nhà nhưng lại sợ không dám vào nhà. Có lẽ Anna sợ một điều gì đó. Hành lang rộng mưa bão đầy trời, sấm chớp, những cành cây gãy tạo thành một âm thanh ghê rợn. Anna như một tha nhân cách trở trùng trùng không biên giới, giờ là một bóng hình vô thể, chỉ là một bóng ma vật vờ phiêu linh vô định. Ở góc nhà chó sủa, bóng ma lãng đãng bỏ đi, người nhà không ai nhìn thấy. Bên trong có tiếng cầu kinh, ai đó khóc, tiếng buồn rơi vào khoảng thinh không. Ngôi biệt thự điều hiu tan chế, hồn người mới chết lẩn khuất đâu đây như muốn trở về gọi tên ai đó. Nhưng chỉ là tâm linh vọng tính, hồn ma còn nuối tiếc phép màu nhiệm oan khiên oan khóc, ai quán não nùng thiêng liêng, lưu luyến trần gian chưa thoát thai, miền ảo viễn vĩnh hằng. Nhưng không ai hiểu, ai thấy hoặc cảm nhận chiêm nhiệm bóng hình yêu ma che giấu siêu hình quyền bí, vì linh hồn là thực thể siêu nhiên. Bà Hồi giúp việc nhà vào toilet làm vệ sinh buổi sáng như thường lệ. Bà đẩy cửa toilet khép hờ, trước mặt bà là một cảnh tượng hải hùng.
máu, máu lên láng trên mặt nền toilet. Trong góc, bà thấy Anna ngồi rũ rượi trên nền gạch, đầu gục xuống, mái tóc ngắn phủ mặt. Bà thảng thốt la ú ớ và chạy ra ngoài. Hai người Yano đang làm việc ở nhà sau chạy vào. Bà lấy tay chỉ về phía trước, họ chạy theo bà. Bà chỉ vào toilet không nói được lời nào. Hai người kia hốt hoảng chạy lên phòng ngủ ông Định gọi ông. Họ không nói gì, lôi ông Định về phía toilet. Đây là toilet dành cho khách. Trước mắt ông Định, một cảnh tượng hãi hùng trong giây phút bàng hoàng. Ông Định cùng hai người kia khiêng Anna ra nhà trước, đặt nàng trên chiếc sofa ở phòng khách. Chiếc sofa định mệnh. Đêm nào đó, Paul ôm hôn chị lần đầu. Giờ chị nằm bất động. Một người nói bà chết rồi. Một người nữa nói, ôi chúa, máu vẫn còn chảy ra ở khuỷu tay. Vậy là Anna đã tự tử bằng cách cắt đứt động mạch chủ, mất máu nhiều và chết. Nhưng tại sao tự tử? Điều này các Yano không biết. Họ chỉ tiếc thương bà chủ trẻ đẹp, hiền lành, tốt tính. Bây giờ bà chết rồi, không biết làm sao. Lạy chúa. Trời buổi sáng ảm đạm, không gian trở nên u thẳm, muộn phiền. Ngoài sân mưa trái mùa bắt đầu lất phất hiu hắt, tủi hờn. Gió nhẹ từ một cõi mơ hồ nào đó đổ về. Có tiếng chó sủa bên hành lang vắng, như có bóng người vừa đi qua. Tất cả chỉ là tâm lý hoảng loạn của mọi người. Những chùm hoa tigon nở muộn rơi rậm trên sân. Cây hoa vàng rụng lá xuống đường đầy sỏi trắng, ướt át, tê tái trong mưa. Thật buồn thảm não nùng. Sự ngơ ngác ngạc nhiên, từng khuôn mặt suy tư và im lặng. Họ mất dần ý thức. Ngôi biệt thự màu trắng trở nên quang lạnh, trầm mặc, im vắng lạ thường. Thi thoảng có một vài tiếng chim vàng anh hót ở cuối giường. Trong nhà các màn cửa đều buông rủ. Bên ngoài mưa bay và sương phủ mờ ảo ảnh. Người chết nằm đó, tang thương bao trùm lạnh lẽo. Những bóng người qua lại trong nhà im lặng như bóng ma. Ngoài kia chiều xuống, trời tối dần. Bình hoa lily vừa cắm đã úa rũ, hiện tượng lạ, khó hiểu, ám ảnh mọi người. Tiếng mèo ngao ở góc nhà, âm thanh lạc lõng, ma quái, ghê rợn. Có người nói điềm lạ, lại một giọng khác ma mị. Ngày mai, rồi ngày mai. Gió mạnh dù dù ngoài hành lang, thổi bay phơi phất những tấm màn cửa. Hình như ai đó đang khóc, nghe thật buồn. Tiếng khóc nức nở, não nùng, ai quán trong ngôi biệt thự yêu ma, oan khiên, oan khóc, đã một thời nguy nga, diễm lệ. Ông Định đi khỏi nhà từ lúc quá trưa, giờ chưa thấy về. Mọi người hoang mang, tư tưởng dao động, suy tư. Không ai biết ông đi đâu, nhưng ngày mai, chắc là ngày mai êm đềm. Hai ngọn đèn bạch lạp cháy sáng trong nhà. Ngoài kia trời sắp tối, thi hài được phủ một tấm ráp màu trắng, phản chiếu ánh đèn lung linh hư ảo, làm cho không gian tan tóc thêm u uất muộn phiền. Có người nhắc, sao ông chủ chưa về? Có người khác bảo không sao. Bất ngờ tiếng còi xe ngoài cổng, người Yano vội ra chào. Xe chạy vào sảnh đường. Chân Định mở cửa xe cho vị linh mục bước xuống và hai người cùng vào phòng khách. Họ ngồi đối diện nhau trên ghế sofa màu xám. Cả hai cùng im lặng. Một lát sau, ông Định đứng dậy, đến tủ, lấy chai Courvoisier, rót ra hai ly thủy tinh mời cha. Dưới đáy cốc, rượu màu huyết dụ, sóng sánh. Tôi thấy ông Định cúi mặt, tiếng cha đọc kinh, rồi cha ra dấu cho chúng tôi tụ họp lại. Cha làm lễ rửa tội và cùng chúng tôi đọc kinh cầu nguyện. 5 phút trôi qua thật chậm. Cha dang rộng hai tay, kính lại Đức Chúa Giêsu, xin người tha tội. Anna, con về với người. Amen. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, hai cái đèn bạch lạp đang cháy dục tắt. Mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau. Cha im lặng trước hiện tượng lạ, không nói lời nào. Ông Định bật khóc. Đến giờ khuya, chuông nhà thờ đổ từng hồi. Cha bảo phải về làm lễ. Chúng tôi xếp hàng tiễn cha. Đêm hôm đó không ai ngủ được. Ông Định ngồi bên thi hài vợ, mắt nhắm. Hai cây đèn bạch lạp được thắp sáng trở lại. Ngoài hành lang có tiếng chó sủa vội. Trong nhà con mèo hoang ở đâu đến đây từ chiều, ngao ngao như tiếng trẻ thơ khóc. Đêm vắng tiếng mèo kêu, âm thanh nghe thật kinh dị. Nhất là gia đình đang có đám tang,
làm cho tôi nhớ lại hai câu thơ: bên thềm cũ con mèo hoang ngồi đợi, dẫn em vào lối mộng của thiên thu. Tiếng kêu u ám yêu ma đồng lõa bóng tối nhạt nhòa. Nhìn qua, ông Định vẫn ngồi im lặng và bất động trên chiếc ghế dựa bằng gỗ. Chúng tôi đám gia nô trong nhà mỗi người tìm một chỗ ngồi, nửa thức nửa ngủ ơ hờ. Ngoài sân vắng trăng tàn, sao rơi khuya muộn, sương lạnh trong gió hắt hiu. Mơ hồ có tiếng chim đêm trở về khắc khoải gọi nhau, não nùng buồn thảm. 3 ngày sau khi vợ chết, ông Định làm đám ma buồn tẻ. Ông không thông báo cho ai biết, mà xét cho cùng, Anna cũng đâu có ai là bà con thân thích đâu để mà thông báo. Lễ tang được tổ chức do một đám đào tì đảm nhận. Chôn nàng ở nghĩa trang của một người chủ là tư nhân kinh doanh nghĩa địa. Ông Định cầm trên tay tờ giấy Anna viết lúc nào không biết. Xin lỗi, tất cả mọi tội lỗi, tôi xin cam chịu một mình, không oán hờn ai. Xin lỗi, xin lỗi. Ông Định thở dài chết lặng. Ông nói thì thầm: em đã bình yên. Chiếc xe thổ mộ, hai con ngựa xếp hàng đôi, cổ quan tài phủ tấm vải đỏ màu huyết dụ. Trên nắp quan tài, bạch lạp song song cháy leo lét trước gió. Paul ngồi gục đầu trên tấm vải đỏ. Bên kia quan tài, đối diện là gương mặt áo não của ông Định, thẫn thờ đau khổ nhìn Paul. Phía trước đầu quan tài là bình hoa hồng và tấm di ảnh của Anna ưu phiền nhìn ngược lại cha con ông Định, cảm tưởng như nàng đang cười. Đường gập ghềnh, chiếc xe chao nghiêng. Người xà ít lấy roi quất vào mông con ngựa bên trái và bảo: nhẹ nhàng thôi. Phía sau lưng, nắng đổ vàng, nước mắt ai đó nhạt nhòa rơi. Đường về nghĩa trang hung hút bóng chiều. Xa kia là chân trời màu tím hoang vu. Huyệt mộ đã được đào sẵn, những người phu chôn người làm nhiệm vụ. Nhìn xuống hố sâu nơi có quan tài, Paul hỏi: ai dưới mộ đó ba? Ông im lặng giây lát rồi trả lời: một tội lỗi. Paul lại hỏi: mấy giờ rồi? Ông Định ân hận trả lời: dưới quyệt sâu này vĩnh viễn chôn vùi như một quá khứ. Paul khóc và đính chính: không phải quá khứ, linh hồn của con, bố ơi. Gương mặt ông Định biến sắc quay qua hướng khác. Bỗng dưng ông ngửa mặt lên trời cười, tiếng cười phát ra âm thanh ghê rợn như mảnh vỡ thủy tinh. Và ông bỏ đi. Tiếng cười mỗi lúc một xa dần rồi mất hẳn. Ông đi về phía mặt trời. Những người phu đào huyệt lấp đất chưa đầy huyệt mộ, họ bỏ lại lên xe. Người xả ít cho xe ngựa chạy về hướng ngược chiều, mờ khuất trong bóng hoàng hôn. Bên đường hàng thông reo vi vu. Một mình tôi nhìn theo họ, nhìn theo bóng ba tôi đều mất hút. Chỉ còn ngôi mộ chưa lấp đầy, dang dở. Gió hiu hắt qua miền hư ảo, hoàng hôn chìm dần trong bóng tối. Không gian quang lạnh, điều hiu vô tận. Tiếng buồn của gió từ thung lũng thấp trường mình mơn man, kêu sầu ưu uất, ưu phiền của con sóc chiều ngủ muộn. Chuông nhà thờ từ sớm đạo gọi hồn ai, mà nghe chuông như đã đổ từng hồi ly biệt, ai oán não nùng, tiễn đưa linh hồn tội lỗi. Bóng tối mịt mùng giữa nghĩa trang hoang vắng, bầy đom đóm lập lòe, bay từng đàn, rồi tụ lại một vài nơi trong nghĩa địa, tỏa ánh sáng xanh, trắng, ảo ảnh như ma chơi. Sương bắt đầu lạnh, những ánh sao đêm rơi vỡ trên bầu trời xa xăm, mộng ảo. Gió về đêm càng lạnh buốt giá phủ trên ngôi mộ cô đơn, lạc loài vô chủ ngày mai. Tiếng côn trùng du đêm rã rích, than vãn u huyền miên viễn ngàn năm lập thể. Giây phút đam mê ái ân quan tưởng cho một đời suy tư thánh thiện, hiện tượng tự nhiên vô hình thể. Tình yêu bản ngã và người đã mang theo trái tim tôi xuống tuyền đài giả biệt. Hôm nay mùa thu về sớm, hoa ti gôn rụng nhiều, những xác hoa tả tơi héo tàn ngập đầy lối đi. Chị nắm tay tôi nói: ôi buồn quá, tôi sợ một ngày kia và như một định mệnh, anh từ đâu đến, đến đây làm gì, mọi đau khổ khơi nguồn cho một ngày mai phải vậy không? Tôi chết lặng nhìn mùa thu qua dần.
Những chiếc lá vàng úa rơi chậm lảo đảo trong không gian. Chiều hơi lạnh của mùa sương phương Bắc. Ngày tháng cũ, đêm mơ hồ lạc lõng bơ vơ, trong giấc ngủ chập chờn mộng mị. Ngôi biệt thự buồn khoang vắng, tôi tìm kiếm một điều gì? Tất cả không gian rộng của các căn phòng bỏ trống lâu rồi, mang dấu vàng son hoa mộng. Những bức tranh trụ tượng treo trên tường hình bóng diễm lệ quan đường một thời của ai đó. Trong lâu đài quan tưởng liêu trai, nơi miền ký ức suy tư dị thường, vô nhiễm, không đoạn kết, ám ảnh bởi âm thanh ma quái, tiếng cười ghê rợn, gió hú ngoài hành lang lúc nửa đêm, lẫn trong tiếng rên xiết quán than ai quán, khóc lóc cầu xin của quan hồn nào ưu quốc muộn phiền, hiu hắt linh thiêng. Trước mặt vài chùm hoa ti gôn rụng, sát hoa khô héo từ lâu, không bóng dáng một người. Im vắng hành lang sâu thăm thẳm, ngập đầy bóng tối, hung hút những cánh dơi đêm bay tìm nơi trú ẩn, hai mắt tỏa những vệt sáng mờ mờ, hư ảo lung linh huyền bí. Ngoài kia có tia chớp rực đỏ, sao bỗng dưng mưa lạnh. Giá rét giờ này và tại đây thật lạ. Tất cả những cánh cửa dinh thự đều đóng kín bởi bàn tay vô hình nào đó. Ai hiểu được hiện tượng lạ thường siêu nhiên. Cung phi mỹ nữ một thời gian bóng bị bức tử treo cổ ở nơi này. Hồn ma lẫn khuất kiếm tìm nhau. Đó là những công chúa, công nương hay con gái các danh gia vọng tộc. Thất sủng của một triều đại huy hoàng sụp đổ, bây giờ còn là hoàng triều thay đổi, diễn biến tâm lý phức tạp, phiêu linh ngủ mê, miền ảo ảnh điền trang hoang dã. Trước sảnh đường khoảng sân vắng tịch liêu, ngoài xa vườn cây cổ thụ im liền trong nắng hạ. Gần về trưa tiếng quạ kêu ơ hờ, ở giữa là hồ bơi rộng sâu thăm thẳm, nước trong xanh màu ngọc bích. Xung quanh tường thành lát đá hoa granite trắng đục thật tao nhã. Giữa hồ là ốc đảo nhân tạo mang hình dáng thiếu nữ trôi nổi, nằm ngửa trên mặt nước, trông giống như một thây ma. Gió nhẹ nước lăn tăn gợn gợn trên mặt hồ phẳng lặng. Trong không gian ảm đạm, mưa bay nhạt nhòa, hiu hắt buồn. Vô tình nhìn thấy, tôi sợ. Chiều qua có người trầm mình tự vẫn ở đây. Hình như cô bé bị hãm hiếp, cảm thấy tủi nhục quốc hận nên đã... Xác được vớt lên để nằm trên chiếc bàn dài ngoài hành lang vắng, phủ lên một tấm tráp màu trắng. Có ai đó kéo một phần tấm tráp, lộ ra khuôn mặt ngây thơ khả ái. Mái tóc cắt ngắn phủ mặt, vẫn còn ướt sũng nước. Màu da xám ngắt nhợt nhạt tiều tụy, đôi môi mỏng mím chặt giận hờn, hai mắt khép hờ. Đây là cô gái bị bỏ rơi trên đường loạn lạc, chiến tranh, gặp một sĩ quan viễn chinh nhận làm con nuôi. Lúc lên 11-12 tuổi, và bây giờ nàng đã chết không ai biết được điều gì. Nỗi bi thảm sầu não oan khiên oan khóc, chỉ mình Chúa biết. Kính lạy Chúa, Amen. Cũng nơi hành lang ấy không một bóng người, dòng hoa tan lạnh lẽo phủ mờ làn khói lam hư ảo. Bên cây nến trắng lụi dần, hiu hắt một nỗi buồn tàn tạ giữa hoàng hôn của một kiếp người như giấc mộng phù chu. Trong khoảnh khắc vô thức, tôi nghe chị cầu nguyện, xin người tha tội. Rồi một âm thanh thật nhỏ mơ hồ, hình như từ vực sâu địa ngục của ngàn năm trước vọng lại, màu tím ở cuối chân trời. Lời chị trừu tượng như lời tiên tri cho một định mệnh buồn. Tôi thất vọng. Đã đến lúc thời gian lưu trú của tôi tại ngôi dinh thự không còn nữa. Tôi phải đi, và chưa có ý định đi đâu. Suy nghĩ về những buổi chiều, về chị và tình yêu. Ngày mai phải xa rồi. Trước khi đi nói câu gì từ giả chị. Tối hôm đó nhà quý tộc mời tôi ăn cơm thân mật cùng gia đình. Tôi nghĩ chắc là ông muốn nói với tôi những ngày tháng qua tôi làm việc ở đây và đến lúc kết thúc. Chuông reo ở phòng ăn. Người hầu việc mời tôi vào. Tôi nhìn thấy nhà quý tộc hôm nay thật lạ. Ông mặc veston and tie, nghiêm chỉnh. Tôi cúi đầu chào. Anna ngồi bên ông, còn chị ngồi đối diện. Tôi tiếp tục chào hai chị. Anna cười bí mật, còn chị gật đầu. Tôi ngạc nhiên vô cùng, lúng túng không biết ngồi vào đâu. Ông chỉ tay về phía chị và ra dấu cho tôi ngồi xuống bên chị.
Tôi rụt rè kéo ghế ngồi xuống. Chị vẫn im lặng không nhìn tôi. Bữa cơm được bắt đầu. Ông mời tôi và mời hai chị. Tôi cung kính lễ phép mời ông cùng hai chị đọc kinh tạ ơn. Thế rồi tôi ăn cơm trong sự ngượng ngùng. Đèn nê ông sáng rực, nhưng hai mắt tôi cứ mờ dần. Giữa bữa cơm, ông rót hai ly rượu mạnh, loại rượu quá quý đối với hạng người như tôi. Ông cầm ly mời tôi. Tôi rụt rè hầu ông. Và ông nói: "Hôm nay tôi bàn với anh, nếu anh đồng ý, ngày mai tôi làm việc với phường đoàn, ghi tên anh gia nhập vào hội đoàn, và tôi cho anh ở lại đây lâu dài để làm việc, anh nghĩ sao?" Tôi tái mặt khi nghe câu này. Tôi im lặng một lúc rồi thưa vâng. Ông nói tiếp: "Elisa Lee đã trưởng thành, tôi muốn nó kết hôn cùng anh." Tôi sửng sốt, vô cùng ngạc nhiên. Anna nhìn tôi mỉm cười. Bây giờ tôi mới thực sự biết tên chị là Elisa Lee. Theo dự tính, cuối mùa đông vào dịp Giáng sinh chúng tôi làm lễ thành hôn. Sau hôm ấy, ông cho phép tôi và chị được giao tiếp với nhau. Ông cũng thường nhắc nhở chúng tôi đi nhà thờ. Ông hy vọng rất nhiều vào tôi, bắt đầu giao công việc cho tôi quản trị nhà máy, rồi đến các nông trang và một số đồn điền cà phê cao su. Tôi luôn luôn bận công việc. Chị yêu tôi tha thiết. Chị nói: "Em không buồn nếu có anh trong cuộc đời." Tôi vui lắm. Những hôm vào thánh đường xem lễ, chị quỳ bên tôi, mắt nhìn lên tượng Đức Mẹ Maria, cầu xin cho chúng tôi không bao giờ chia lìa nhau. Chị cười e lệ: "I love you more you will ever know." Và đến ngày kia, mùa đông năm nay khá lạnh, ngồi trong phòng ăn chị rùng mình kêu lạnh, rồi chị đi lấy áo mặc vào nhưng cũng lạnh. Tôi đưa chị về phòng lấy chăn đắp cho chị. Chị rên khẽ. Tôi nghĩ chắc là chị bị cảm vì trời sắp giao mùa và ngày cưới cũng gần đến. Có lẽ là chị lo nhiều. Chắc là không sao. Nhưng qua hai ngày, bệnh nặng thêm, chị không ăn được. Nhiệt độ tăng, thuốc hạ nhiệt không làm giảm nhiệt độ trong cơ thể. Nhà quý tộc lo sợ, mời bác sĩ đến khám bệnh. Sau khi xem xét, bác sĩ ghi giấy giới thiệu đi bệnh viện vì một bệnh lạ luôn luôn sốt cao, kèm theo khó thở, không ăn uống được. Chị được nhập viện lúc tỉnh lúc mê. Chị vẫn im lặng 24 giờ. Sau khi xét nghiệm, kết quả cho thấy dương tính. Chị bị cúm bởi một loại virus lạ, cần phải cách ly, tránh sự tiếp xúc gần nếu không cần thiết. Trong phòng bệnh trên giường, chị im lìm nhắm mắt. Bao plastic chụp trên mũi có dây chuyền oxy để thở. Ngày qua ngày trông chị héo hắt dần. Bệnh mỗi ngày một nặng. Bác sĩ Trực đề nghị cách ly hoàn toàn, cấm người già và trẻ con đến gần, sợ lây nhiễm vì sức đề kháng yếu. Tôi xin bác sĩ cho tôi ở lại chăm sóc chị. Bác sĩ đồng ý nhưng nhắc tôi cẩn thận giữ khoảng cách. Vì yêu chị, tôi không sợ điều gì. Nhà quý tộc lo lắng vô cùng, tất cả đến thăm đều ở phòng ngoài. Tôi nhìn chị thiêm thiếp trên giường bệnh. Tôi đau khổ vô cùng, luôn đọc kinh xin Chúa chữa lành bệnh cho chị. Một tối thật khuya, chị nói những lời gì đó tôi không nghe rõ, không hiểu được chị nói gì. Chỉ thấy chị thều thào mấp máy đôi môi khô héo, tấm ráp trắng phập phồng theo hơi thở mệt nhọc. Hình như chị khóc. Nước mắt lăn dài trên má, gầy guộc tiều tụy xanh xao. Biết làm sao, giờ bệnh chị quá nặng. Tôi vô cùng lo lắng cho tính mạng của chị. Nhưng khi gặp người nhà, tôi không dám nói gì cả. Nhà quý tộc vào thăm, gặp tôi tận tụy lo cho chị. Ông lắc đầu ngao ngán. Ông nói rằng ông không biết nói gì với tôi. Tôi nói với ông: "Cầu xin Chúa ban cho ông sức khỏe." Hai đêm cuối cùng, bệnh trở nặng. Bác sĩ và y tá túc trực. Tôi vẫn luôn luôn đứng bên giường bệnh. Đồng hồ trên tường ba cây kim đứng đúng con số 12. Có ai đó nói không giờ. Người bệnh thở mạnh lạ thường. Y tá vội đo huyết áp, rồi cô lắc đầu. Áp lực huyết áp bằng không. Bác sĩ xem mạch thất vọng bảo: "Bệnh nhân chết rồi." Trong khoảnh khắc bàng hoàng, tôi tuyệt vọng lảo đảo. Căn phòng quay cuồng, không tin lời bác sĩ. Thế rồi tôi quỳ xuống ôm thành giường, úp mặt bên xác chị, nước mắt nhạt nhòa ngất lịm. Mơ hồ hình như có tiếng chị gọi tên tôi xa vời trong nắng hoàng hôn, ảo vọng,
mờ khuất nơi chân trời. Giữa chiều quang đường thần thoại, mây bay chậm chậm trên trời cao, gió hoang du qua miệng hư ảo. Từng đàn chim trắng về đâu, gọi nhau lạc lõng âm thanh áo não muộn phiền. Người y tá xuống phòng y vụ làm thủ tục. Một lát sau cô y tá trở lại, trên tay cầm tập hồ sơ bệnh án, bảo tôi ký vào biên bản bệnh nhân đã chết và hỏi sự quan hệ của tôi. Tôi im lặng một lúc rồi trả lời: chồng sắp cưới. Cô y tá nhìn tôi nói lời chia buồn. Tôi bật khóc. Mọi thủ tục xong, chiếc xe đẩy có băng ca được hai người y tá mặc áo blues đẩy vào và chuyển xác lên xe. Tôi lặng lẽ theo sau. Xe được đẩy vào nhà xác. Tôi đứng ngoài nhìn vào qua các khung cửa kính. Biết được con gái đã chết, nhà quý tộc sụp đổ tinh thần hoàn toàn. 3 ngày sau đám tang, cơm tối xong tôi xin phép gặp nhà quý tộc. Tại phòng khách, tôi xin ông cho tôi đi. Ông lặng thinh một hồi lâu, đau khổ bảo: ừ, nó chết rồi. Tôi suy tư dưới bất cứ hình thức nào, tự nó, vũ trụ, vạn vật này không có nghĩa quyền lý về thị dục, huyễn ngã trong một phạm trù tà kiến, chiêm niệm hay vĩnh cửu bất diệt. Vì mọi sự đều do Thiên Chúa, từ hư vô Ngài tạo dựng và mọi sự hằng hữu trong tay Ngài, với một biện chứng âm sắc tinh vi hiện sinh để mô tả những gì hầu như không mô tả được, hướng siêu việt thâm sâu. Không phải ngoại tại phiến diện hay tổng quát cuồng tính điên rồ núi tiếc, tất cả là do ý Chúa. Dù chẳng được cùng người trở về miền gấm hoa mơ ước, ta vẫn đã mang ơn thánh thiện dành cho ta một nơi nào để nhớ. Giờ tự nhủ, chị đã về với Chúa, cánh cửa thiên đường khép dội. Amen. Sáng hôm sau, tôi mang ba lô trễ tràng trên vai tìm chào từ giả ông. Người hầu việc trong nhà báo với tôi là ông ra khỏi nhà rất sớm. Ông có gửi cho bà một cái ví, dặn bà đưa cho tôi. Tôi cầm ví cảm ơn. Đi ra cổng, cánh cổng mở rồi khép lại. Tôi nhìn lần cuối, ngôi biệt thự cũ điều hiu tan chế, và ý thức được rằng tôi không còn dịp nào nữa trở lại đây. Tôi bắt đầu cuộc hành trình nhưng chưa có ý định đi về đâu, chỉ hướng về phương Nam. Tôi đi mãi vô định, ban ngày đi, ban đêm có khi ngủ ở phản điếm, có đôi khi ngủ nhờ ở một nhà thờ nào đó, và cứ thế mà đi. Đến một buổi chiều tôi vào khu dân cư lạ, nhưng đây là một giáo xứ. Tôi vào thánh đường xem lễ. Lúc mọi người đang cầu nguyện, tôi cũng cầu xin Chúa ban phước cho nhà quý tộc yên bình, cho Eliza Lee và cho cả tôi nữa. Đêm đó tôi ngủ lại bên hông nhà nguyện, phía sau nhà thờ, do ông trùm tốt tính cho ngủ nhờ. Nhớ lại chiếc ví của nhà quý tộc, tôi mở ra xem. Chúa ơi, mọi việc quá bất ngờ. Trong ví có một tấm ngân phiếu mệnh giá 500.000 đồng, 2 chiếc lắc bằng vàng, 1 đôi bông tai có đính hạt kim cương, 1 chiếc nhẫn vỏ bằng platin gắn hộp sọ 5 carat và 1 mảnh giấy ông viết. Nhìn những vật sính lễ tôi khóc, rồi nhớ chị u uẩn trong cô đơn, bước chân vô định lang bạc khắp nơi. Từng ngày trôi qua thật chậm, ngôi biệt thự chìm trong màu hoa phượng dĩ tím bầm. Khắp dòm trời Đà Lạt, dưới lớp sương mù mờ ảo của hoàng hôn tan chế, cung đường dốc phía tây ngoằn ngoèo ướt át, gió nhẹ lá rụng, những cành hoa băng xê sắc màu hư ảo mê hoặc du khách. Xa xa mây mờ trong mây, chiều ở đây thật thơ mộng, tiếng thinh không rơi rớt cuối trời. Chuông thánh đường từ khu Hòa Bình âm gian vọng lại, không gian quyền sầu ảo não mịt mù. Mưa hờn tuổi bay bay, gió lạnh bắt đầu từ phương bắc lất phất hắt hiu. Tôi tuyệt vọng đau buồn nhớ chị và đọc kinh cầu nguyện. Thế là hết, vĩnh viễn mất rồi. Đêm qua tôi nằm mơ nghe chị kể chuyện. Trong giây phút mơ hồ, chị lạc mất đường về, ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đường phố vắng người, đang lúc nửa đêm, tiếng chuông nhà thờ rộn ràng âm thanh, sân giáo đường vàng giọt ánh đèn dưới mưa khuya, tượng Đức Mẹ u buồn vô nhiễm, Chúa trên cao lung linh hư ảo, bóng hình trừu tượng thiên di. Có tiếng gọi xa thăm thẳm bên bờ vũ trụ vọng về,
Hình như tiếng chị gọi tên tôi. Rồi chị bảo chị chưa biết tên tôi là gì. Và chị cười. Tôi cũng cười buồn thất vọng, vì không biết mình tên gì và có bao giờ ai gọi tên tôi đâu. Một lần gặp mẹ, mẹ cũng không cho tôi biết tôi tên gì. Bà biến mất trong cơn hốt hoảng của tôi. Từ đó tôi không còn gặp lại. Chị nghẹn ngào nói chị tìm tôi khắp nơi. Có đêm chị vào các vũ trường, phòng trà, quán bar, nightclub tìm tôi. Chị thấy toàn người xa lạ, mang mặt nạ tử thần cùng những bộ xương khô khắc họa trên bức tường đá nhà chị đang nhảy múa, hát những điệu nhạc yêu ma của thần chết. Trên sân khấu liêu trai, ảo tưởng sắc màu. Rồi chị nhìn thấy bóng hình tôi cúi đầu đi qua và ra phía cửa địa ngục. Chị vội chạy theo. Tôi tan biến vào khoảng không. Chị chới với gọi tên. Ngoài kia mưa phùn bay trong gió đêm cuối mùa băng giá, nơi mà chân trời không có thực, ảo ảnh thiên đường, mộng du miên viễn đời người, trong lỗi lầm vô thức kiếm tìm nhau. Chị tìm tôi hay tôi tìm chị, trong diễn mộng chim bao, chỉ là ảo tưởng huyền lý thâm sâu vô nghĩa. Mơ hồ tâm tưởng ám ảnh nhiên tính, từ ký ức thần minh siêu linh vọng tính. Ai đã làm nên một ngày sụp đổ thiên đường? Bóng tối vây quanh đồi Golgotha hôm nào Chúa đến, vác trên vai cây thập tự giá. Ngài đi từng bước không nhìn lại. Ngài đi đền tội cho chúng ta. Như chị tuyệt vọng kiếm tìm tôi một lần nào. Có lần chị bảo em sợ em ở lại một mình trong ngôi biệt thự ma quái này. Không có anh, không biết anh từ đâu đến, anh đến đây làm gì, rồi đi vào lúc nào. Chị nói như người mộng du. Một buổi sáng thức dậy không nhìn thấy anh, một buổi chiều và một buổi chiều như thế, không thấy anh từ Plantation trở về. Dù muộn tối, nắng tím màu trên ngọn cây, hoa mimosa vàng rực rỡ trong hoàng hôn tàn tạ, anh vẫn chưa về, em sợ. Như thế và bây giờ, chắc là ngôi biệt thự một thời vàng son im lìm trong quang du sương phủ chiều xuống. Bóng mờ qua hành lang vắng, lá rơi dưới gót chân, qua ti gôn rụng theo người. Tiếng hát não nùng ai quán một chiều nào. Lời nói yêu thương giờ theo chị còn lại trong tôi. Những chiều kỷ niệm giấu buồn trên lối đi xưa. Nhiều giấc mơ trong ký ức suy tưởng. Có tiếng chuông khuya muộn từ giáo đường xa xôi vọng về, làm tôi bị mê hoặc và mất ý thức. Vẫn là ngôi biệt thự yêu ma quang lạnh ấy, dường như luôn luôn ám ảnh hình bóng chị nửa vời mờ khuất viễn ly, tưởng chừng mơ trong giấc mơ. Qua ngày hôm sau, tôi tìm từ giả ông trùm nhà thờ. Và tôi đi mãi qua nhiều miền xa lạ. Ngày nọ ngang qua một thị trấn xa xôi, trời mưa, tôi vào quán ven đường ở thị trấn nhỏ đang có chiến tranh. Chị chủ quán cười buồn chào tôi. Chiều bên ngoài xuống chậm, gió hiu hắt, hơi lạnh mưa sầu, mộng mị qua miền vĩnh viễn, gợi lại cho tôi đoạn buồn năm tháng cũ. Ngôi biệt thự xưa vàng son, nay điêu tàn hoang phế, dàn hoa ti côn màu tím nhạt, âm vang tiếng hát ai, ma quái u buồn áo não. Như tiếng hát chị ngày nào, My heart will go on, cho đến khi chiều xuống. Hoàng hôn mờ nhạt dần, bóng hình yêu ma lãng đãng trở về trong tiềm thức. Niềm suy tư tuyệt vọng, ảo mộng vô từ, và tiếng thinh không rơi vỡ cuối chân trời. Tôi gọi tên một lần nữa, rồi ngàn năm ly biệt, chỉ còn âm vọng thâm u. Chị một nơi nào xa lắm, thoáng chốc mơ hồ với một biển chứng âm sắc tinh vi và hiện sinh không mô tả được. Hướng siêu việt thâm sâu, diễn ảnh trong linh hồn, ngày không đợi, mồ côi vô thường quan tưởng. Gió từ trên đỉnh trời cao dồn dập vỗ về qua miền đời vô tận, như an ủi một nỗi buồn sám hối ăn năn hư quyển. Không lời xưng tội, từ vô thức kiếm tìm nhau, dùng trước mặt mênh mông đường dài vô ngã phiến diện, ngục tù hư vô và phục sinh, thiên đường ảo diễn, ngày không hết và đêm không tàn. Thời gian ngừng lại, không gian hanh hao ảo ảnh, bóng hình khuya muộn hiện về mơ hồ, có
có tiếng loài thú hoang nào đó lạc loài gọi nhau, như tiếng chị gọi tên tôi trong một chiều buồn mưa bay hờn tuổi. Thoáng quặc trở về từ địa ngục điên mê, giật mình bởi tiếng nổ vang trời ở đâu đó. Tôi thảng thốt ngồi vào bàn bên cửa sổ, suy nghĩ. Nơi này là đâu? Không biết mình từ đâu đến, đến từ bao giờ. Chỉ là tôi mơ một giấc mơ. Tác phẩm được chấp bút năm 1965. Tác giả Vũ An Du. Hết chuyện. Lời ca ôi sao nhịp nhàng, dừng trên hè phố lòng ta thầm nhớ. Nhưng chiều lá rơi bên thềm nhà, đường vắng chiều buông bóng cây vài hàng, đèn sáng ngoài xưa tàn vỡ lòng ta còn nhớ. Nhưng chiều sát mai trong nhiệt vàng, ôi hát yêu là nhớ. Chiều này sao hát yêu là nhớ, trời chiều nào I'm